Alo Nhân, khỏe không? À, chào anh Kiên, Nhân chào đại chúng. Quý vị cũng có thấy những cái hình ảnh mà anh Kiên đã đưa trên trên màn hình đó cho quý vị coi về Calama. Hôm nay mình có một cái cơ duyên là trực tiếp hỏi và vấn đáp Phật pháp với sư ở trên cái Zoom của mình. Quý vị có thể hỏi trực tiếp, hoặc có quý vị ngại đó thì quý vị có vào cái chat đó, thì quý vị có thể đánh câu hỏi vào đó, thì ban tổ chức sẽ nhận câu hỏi của quý vị và gửi qua cho mình, sẽ đọc lên cho sư. Quý vị, và hiện tại thì Nhân đang cầm khoảng chừng 4 câu hỏi rồi, thì Nhân không biết là bao nhiêu câu hỏi nữa, nhưng mà có thể là cũng có thể là câu hỏi của quý vị được trả lời hôm nay, hoặc là nếu mà không đủ thời gian thì vào các chương trình khác nha quý vị. Dạ, Nhân cảm ơn quý vị. Và hiện tại thì Calama xây dựng được được hai cái cốc lớn và đang chuẩn bị xây dựng cái chai đường. Chai đường. Dạ, Calama ở nước Miến Điện đó quý vị. Calama là tên cái trung tâm thiền viện mà sư Tòi Khanh xây dựng tại Miến Điện ha quý vị. Tại có một Phật tử hỏi là Calama ở nước nào vậy? Calama ở Myanmar. Dạ, Myanmar, Miến Điện. Dạ, nơi mà đất nước đó là quốc giáo, là Phật giáo à. Quý vị thấy trên hình ảnh này có sư Thái Bình. Sư Thái Bình là trụ trì một chùa theo Nhưng theo mà Nam Tông đó ở ở Sydney, ở Sydney, ở Blue Bát Đa Mà à. Mountain. Cái hình này là sư ký giấy nhận, đây là Myanmar đây, Việt Nam mình bên này thì Hà Nội đây, Việt Nam đây thì cái chỗ đó nó nằm cách Mandalay khoảng chừng 80 cây cây số, là một một cái tỉnh cũng coi như là thành phố lớn của Myanmar. Và đây là cái trung tâm Myanmar, cũng nằm gần cái thị trấn Quỷ Cốc mà sư hay nói đó. Và đây là cái này là cái lễ nhận đất của các sư Miến trao lại cho sư Việt Nam. Khu đất này hồi xưa kêu là Calama Hermitage nhưng mà bây giờ đổi thành ra là Calama Thawya Center. Sư sư vô chưa vậy nha? Dạ chưa anh. Ừ. Khi anh thấy hình sư là sư hiện lên. Đây là sư đứng trước cái này là cái bữa động thổ, có sư của sư Miến Điện. Đây là cái cốc đó quý vị, cốc, nhưng mà đã xây xây hoàn thành hoàn chỉnh hơn rồi. Anh Kiên không có hình update mới hơn à anh Kiên? Cái hình này là cái này là những là cái trai đường phải không? Chai đường chưa anh? Chai đường mới bắt đầu Ừ. làm, mới bắt Yeah. đầu tan đất hôm nay, hôm vừa rồi. Dạ, một chút xíu nữa mình có thể hỏi sư thêm quý vị. Đây là cái phần mà anh Kiên có những cái thông tin để gửi cho mình biết là hiện tại Calama xây dựng như thế nào đó.
Sư vào rồi. Con xin đảnh lễ sư. Nhân mở cái micro lên Nhân ơi. Dạ anh pin cái hình video của sư lên giùm em anh. Sư về lại Thụy Sĩ rồi hả? Dạ. Đâu hình sư đâu anh? Hình nào? À, sư không thấy, Nhân không thấy sư. Thấy, sao sư vô rồi đó. Dạ, sư vô. Con xin anh lễ sư. Dạ. Dạ. Rồi sư ấy âm thanh, chỉnh âm thanh giùm con sư ha. Dạ. Các vị có nghe rõ không? Dạ, chúng con nghe sư. Chúng con nghe rõ. Dạ. Dạ. Hôm nay là tụi con xin sư cho chúng con có một buổi các Phật tử được hỏi vài câu hỏi. Vậy xin mời Nhân điều khiển chương trình trước nha. Cảm ơn. Trước khi con thỉnh sư trả lời những câu hỏi cho Phật tử thì con có một cái tin nhắn nhỏ của cái chị Phật tử ở Melbourne. Thì chị hỏi con là sao em giới thiệu với mọi người là sư rất khôi hài, vui tính, mà sao chị thấy sư giảng sư khó quá, mà bởi vậy chị ngán, chị không dám hỏi. Thì con cũng nghe sư nói là câu là thấy vậy mà không phải vậy. Thì quý vị sẽ gặp sư trực tiếp ở ngoài thì quý vị sẽ thấy sư khác hơn. Tại vì trên cái Zoom thì sư khó nhìn được mà Phật tử mà mặt sao thể hiện như thế nào để sư cười và sư nói những cái câu vui để mà hướng dẫn quý vị trong cái bài học. Và con cũng gặp được sư ở ngoài và nghe sư giảng pháp tại Sydney rồi, cho nên con nói chuyện với các anh chị như vậy. Thì cũng cầu mong quý vị là để hết cái mùa dịch này thì quý vị có thể gặp trực tiếp sư tại Úc Châu hoặc là tại Calama thì quý vị sẽ thấy sư khác hơn nhiều. Con có vài câu hỏi của Phật tử, con vào chương trình liền để không mất thời gian đó. Thì con có một cái câu hỏi đầu tiên, con xin hỏi trực tiếp với sư rằng là sư cho con biết cái chữ xả ly, cái nghĩa và cái sư giảng giải cho con cái chữ xả ly như thế nào. Đó là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai là như lý tác ý và cái chetana có giống nhau không? Xin hai câu hỏi đầu tiên xin sư cho chúng con học hỏi ở sư. Con xin cảm ơn sư. Cái vấn đề của Phật tử Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam, nó nằm ở cái chỗ là chúng ta chưa có một cái thống nhất nhau về một số cái từ ngữ Phật học. Mỗi dịch giả họ lựa một số chữ, mỗi dịch giả có một số chữ đặc biệt. Ví dụ như là ngày Minh Hòa từ Minh Châu, khi ngày dịch Kinh Tạng ấy, thì ngày dùng cái chữ đó theo cái nghĩa của ngài. Rồi về sau này các cái vị dịch giả khác ấy, họ cũng gặp cái chữ Pali đó, họ là dịch khác đi, hoặc là họ dùng là cái từ Hán vị của ngài Minh Châu nhưng mà trong một cái nghĩa khác. Trước hết chúng ta phải nhắc lại cái chuyện đó ha. Trước hết phải nhắc cái đó. Còn về cái chữ xả ly á, cái chữ xả ly á mà theo
hỏi theo ý của tôi đó thì nó có hai trường hợp mà tôi dịch là xả ly. Trường hợp thứ nhất là cái chữ gọi là cái chữ cha gác. Cái chữ cha gác đó ở trong Bali đó là đôi khi đó, thường khi đó là nó được dùng để coi như là có từ đồng nghĩa với chữ đan đó là cho. Nhưng mà thực ra đó là nếu mình nói theo cái nghĩa sát đó, thì cái chữ cha gác đó là nó từ động từ Bali là chắc chắc tí. Chắc xe đó nha, chắc chắc tí. Chữ chắc là gì? Chắc chắc tí. Nó có nghĩa là give up. Cái đa ná là giving, còn cái chai gá đó là giving up, có nghĩa là một cái là cho, một cái là buông. Thì trong trường hợp đó cái chữ chai gá có thể dịch là xả ly. Xả ly. Rồi nó có một cái trường hợp nữa đó, cái chữ xả ly có thể dùng để dịch một cái từ Pali khác, đó là cái chữ nekhamma. Cái chữ nekhamma có nghĩa đen ấy, có nghĩa là bỏ nhà mà đi, sống ở đời sống không nhà đó. Mà cái nghĩa bóng á, chữ nekhamma có nghĩa là cái tâm trạng mà chán sợ sanh tử, không có muốn tiếp tục quẩn quanh ở trong cái đường luân hồi nữa thì gọi là nekhamma. Thì trong trường hợp đó cũng chỉ là xả ly. Như vậy chữ xả ly ở đây đó mình thấy sơ sơ đó là nó có nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen tức là lìa bỏ vật chất để hướng đến cái đời sống tinh thần, đó gọi là xả ly nha. Mà cái trường hợp thứ hai đó là lìa bỏ cái thấp mà đi đến cái cao, lìa bỏ cái vòng lẩn quẩn mà để hướng đến sự giải thoát, thì trường hợp này đó nó nặng về tinh thần hơn, thuần túy là tinh thần thì nó cũng là xả ly. Tôi nhắc lại nha, xả ly trường hợp thứ nhất là sự lìa bỏ cái quyền sở hữu vật chất, niềm đam mê trong vật chất, gọi là xả ly. Thế nhưng mình bỏ nhà mình đi, mình không muốn sống đúng cái đời sống mà chung đụng cư sĩ nữa hả? Rồi mình sống cuộc đời sống của một hành giả hay là của một người xuất gia đó, thì trường hợp đó gọi là cũng gọi là xả ly. Còn trường hợp thứ hai rồi, hoặc là mình từ bỏ cái sự tham đắm nắm níu ở trong cái tài sản vật chất, đây cũng gọi là xả ly. Trường hợp thứ hai đó là lìa bỏ chính mình ngày hôm qua để hôm nay mình được tốt hơn và ngày mai sẽ phải hơn hôm nay, thì cái trường hợp đó gọi là xả ly. Xả là buông ra đó, còn ly là lìa bỏ, buông ra và lìa bỏ nha. Cho nên trong những trường hợp đặc biệt hỏi tôi sẽ hỏi ngược lại cái người hỏi đó là thấy cái chữ đó ở đâu, tùy chỗ mà chữ xả ly nó có nghĩa như thế nào. Một là nó là lìa bỏ vật chất, đời sống vật chất, cái gì có liên hệ đến vật chất ít nhiều, trực tiếp và gián tiếp. Còn cái đoạn thứ hai nó là xả ly cái đời sống tinh thần cũ để hướng tới một cái đời sống tinh thần mới mẻ hơn, cao cấp hơn, thì đó gọi là xả ly. Thì tôi định nghĩa như vậy đó, rồi các vị có thể sưu tra hoặc là đi tham vấn ở các vị khác nha. Mà riêng tôi chỉ trả lời ngắn gọn như vậy. Trường hợp thứ hai, cái câu hỏi thứ hai đó là chữ Chetana. Chetana. Dạ. Cái chữ Chetana ở đây đó nó có nghĩa là chủ ý. Cái chữ Chetana nó dịch là chủ ý. Chủ ý, chủ ý là sao? Thí dụ như mình nói ra một cái câu gì đó mà mình nhắm tới cái mục đích là hướng dẫn cái suy nghĩ cho cái đối phương, đó gọi là chủ ý. Thế nhưng mình nói vậy để cho người ta tức, hoặc là mình nói vậy để cho người ta vui, đó là chủ ý. Hoặc là tôi quét nhà, chỉ đơn giản là thấy nhà nó dơ thì tôi quét, đó là chủ ý. Nhưng mà tôi quét bởi vì hôm nay nhà tôi có khách, tôi không muốn khách nói rằng tôi làm biếng, đó là chủ ý. Tôi quét là vì tôi muốn một lát nữa chịu đăng tới đây, chịu đăng sẽ cảm thấy thoải mái. Hành giả tới đây tu thiền học giáo lý sẽ cảm thấy thoải mái, được an lạc, đó là chủ ý. Cái chủ ý nha, cái chủ ý. Thì cái chủ ý đó được gọi là Chetana. Nhưng mà định nghĩa rốt ráo chủ ý là Chetana. Có nhiều người hiểu lầm rồi, họ Việt Nam mình á là mình lẫn lộn cái chữ tác ý với cái chữ chủ ý. Tác ý là Manasikara, là tác ý nha. Còn cái Chetana nó là chủ ý. Thì hai cái này nó khác nhau thế nào?
khác như thế này. Cái manasikara đó là nó là sự cố ý, còn cái kia là chủ ý. Cố ý là gì nè, tôi lấy một cái screwdriver, cái máy khoan đó, tôi mới đặt cái mũi khoan lên một cái điểm nào đó để tôi dùi. Thì cái đó là cái việc làm, đó là việc làm cố ý chứ không phải là tôi tình cờ, không phải là tự nhiên mũi khoan tự nhiên tôi cầm cái máy khoan rồi nó lơ quơ, nó lơ mơ sao đó là nó lấy quay lơ mơ sao là nó chấm ngay chỗ đó. Thì có phải là tôi cố ý tôi dùi ngay chỗ đó, tôi cố ý vùi, gọi là ghim cái mũi khoan ngay chỗ đó, dùi cái mũi khoan ngay chỗ đó, thì gọi là cố ý chứ không phải là sự vô tình. Cố ý đó là cái vô tình nha. Còn cái chủ ý nó khác. Chủ ý là tôi dùi cái lỗ đó để làm cái gì. Nhớ cái này, hai cái này khác nhau. Cái cố ý là nó phải là vô tình, còn cái chủ ý có nghĩa là cái mục đích mà tôi hướng tới. Tôi nhắc lại, cái chuyện mà tôi để cái mũi khoan, cái mũi dùi nó nằm ngay trên cái mặt bằng đó, bằng gỗ hay bằng kim loại hay bằng đá, bằng gạch gì đó, cái chuyện mà tôi đặt mũi khoan cho đó là sự cố ý ở đây, chứ không phải là sự ngẫu nhiên, không phải là sự tình cờ, đó là sự cố ý. Cái đó gọi là manasikara. Còn cái mà chetana là chủ ý, có nghĩa là tôi dùi để làm cái gì, tôi dùi để lắng, tôi bắt óc, để tôi đóng đinh, để tôi gắn cái gì lên trên đó, thì đó gọi là chetana nha. Hai cái này phải nhớ khác nhau. Mà đa phần mình cứ lẫn lộn, cứ nó tác ý, tác ý. Ê, tôi làm nó có tác ý, tôi làm nó có tác ý. Thật ra tác ý nó là sự cố ý thôi, chứ không có gì. Tác ý là cố ý, nó khác với sự ngẫu nhiên, sự tình cờ, sự vô tình, sự trùng hợp. Còn cái chetana là sự chủ ý, tức là tôi làm cái đó, tôi hướng tới mục đích gì, lý do gì, cái tác dụng gì, thì nó gọi là chuyện đó nè. Rồi xong. Còn cái chữ như lý tác ý là sao? Chữ như lý tác ý lúc bây giờ nó, cái chữ tác ý này nó không còn là hiểu theo cái nghĩa kia nữa. Cái nghĩa mà tôi vừa định nghĩa đó, cái mà tôi nói tác ý là sự cố ý á, thì đó là định nghĩa Atida. Còn cái yoniso manasikara đó, thì lúc bây giờ nó không phải là mình không thể hiểu cái chữ tác ý đó theo nghĩa Atidam, mà phải hiểu theo nghĩa tạng kinh. Tác ý đây có nghĩa là suy tư. Chữ tác ý trong tạng kinh đó, nó có nghĩa là suy tư. Mà yoniso nó có nghĩa là reasonable, là wisely. Là wisely, là reasonable, tức là suy nghĩ một cách gọi là hợp lý, suy nghĩ một cách thông minh, suy nghĩ đúng cách. Thí dụ như trong nhà có cái cãi vã, chạm trán, xung đột, thì mình cứ nghĩ đến cái chuyện là mình nói cho nó đã cái nư của mình, phải nói cho ông tức, nói cho bà tức, thì mình nghĩ là mình sẽ giải quyết cái chuyện đó theo cái hướng đó. Nhưng mà đó là suy nghĩ vụng. Lẽ ra khi mà trong nhà có xung đột đó, là mình phải nghĩ được cái cách nào ngồi lại để đôi bên lắng nghe nhau và cùng tìm một cái giải pháp, cùng tìm một cái hướng đi. Thì cái suy nghĩ như vậy đó là đúng cách. Gọi là khi mình thấy sau lúc này cái lòng mình mới yên, thì mình mới quay về để sống chánh niệm, chứ không phải lòng cũng yên rồi đi mua rượu gì mình uống. Không phải là mình đi mình chích choát, mình đi tìm một cảm giác mạnh để mình quên đi cái buồn, thì sai, cái đó là sai. Mà khi mình thấy cái lòng mình không yên thì mình phải quay về với lại Phật, tức là quay về với đời sống chánh niệm, sống tỉnh thức, biết cái gì, biết những cái xung động nào nó đang diễn ra trong lòng mình và từ đâu nó tới. Cái hướng giải quyết đó được gọi là như lý tại ý. Đó là nãy giờ tôi chỉ ví dụ thôi nha, ví dụ chứ không phải chỉ chuyện đó. Có nghĩa rằng là suy nghĩ hợp lý thì được gọi là như lý tại ý. Chỉ như lý đây có nghĩa là từ tiếng Phạn là yoniso, nghĩa là hợp lý, là đúng cách, là một cách thông minh, vì suy tư một cách thông minh, suy xét vấn đề một cách thông minh thì gọi là như lý tại ý. Và nếu mà tính theo chi pháp, nếu mà nói rốt ráo thì hỏi như lý tại ý nó là cái gì, thì mình đó là tâm sở trí tuệ. Tâm sở trí tuệ nó chính là, hoặc là trong 37 bộ đề phần ấy, nó thuộc về tuệ quyền, nó thuộc về tuệ lực, nó thuộc về gọi là trạch đặc biệt, nó thuộc về trạch pháp giác chi. Nhớ nha. Ok, tôi trả lời xong rồi đó. Dạ, tiếp theo đây có một em ở Melbourne, Tina. Anh mời Tina mở mic lên hỏi trực tiếp với sư đi em. Dạ thưa, con kính chào sư. Con có hai câu hỏi. Cái thứ nhất là về cái Kalama Center ở bên Miến. Khi mà hoàn thành rồi thì ở đó là sẽ có những chương trình như hồi trước con nghe là sư nói là có vừa sư Miến, vừa mình
học thiền và học giáo lý, là có nghĩa vừa có sư miến dạy và vừa có sư và có chính 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 sư dạy luôn phải không? Dạ, yeah, thưa cô, nói như thế này, tôi trả lại để bắn tắt thôi. À, trước hết á, là cái Kalama nó không phải là cái chùa, nó được xây dựng không phải theo cái mô hình của mấy cái chùa mà đó giờ cô hiểu. Có nghĩa là có một vị trụ trì ở đó, có một số tăng thường trụ ở đó, rồi mỗi ngày có hai buổi công phu không phải. Mà trước hết Kalama nó là cái chỗ mà để mỗi một năm có vài lần. Các vị hỏi mấy lần tôi đâu nói được, đó tùy bà con chứ không phải tùy tôi nha, là tùy bà con. Mà bà con, cái chữ bà con ở đây có nghĩa là tất cả những hành giả bên Úc, bên Âu, bên Mỹ, bên Việt Nam à. Thì một năm như vậy thì có thể mình tối thiểu đó, tôi nghĩ tối thiểu đó là từ 3 cho tới 4 khóa. Một khóa như vậy là trung bình khoảng 3 tuần. Dưới 3 tuần cũng được, dưới 3 tuần thì trừ hao thời gian bà con tới bị chết lắc rồi khác giờ rồi mỏi mệt rồi lúc sắp đi đó, lúc sắp rời đó, bởi vì cũng mất ngày hai ngày cho quý vị tung tăng cái này kia chút ở trên cái xứ miếng đó. Cho nên tối thiểu phải 3 tuần, một khóa là 3 tuần tối thiểu nha, tối thiểu là 3 tuần. Mà trong bụng tôi thì tôi không có cam, tôi không có đành với 3, tôi muốn 1 tháng. Thì cứ một năm như trung bình khoảng 3 đến 4 khóa như vậy. Và mỗi khóa như vậy đó là do các vị thiền sư Miến Điện, do Kalama thỉnh. Và ở đây không có theo một cái truyền thống chuyên biệt nào hết. Thí dụ như ở đây không có theo truyền thống của truyền thống A, B, C, F, mà là mỗi một cái thời, mỗi một cái khóa như vậy thì Kalama sẽ mời một vị thiền sư của một truyền thống về hướng dẫn một đề mục thôi, một cái đề mục mà bên thiền chỉ và bên thiền quán. Thì em biết nói thiền chỉ quán cô có biết hay không, tôi chỉ nói sao sao thôi. Thì thiền chỉ là cái thiền tập trung tư tưởng, còn thiền quán là cái thiền sắp chánh niệm, đại khái như vậy. Thì tôi có cái chủ ý đó là mỗi khóa vậy có một vị thiền sư của một truyền thống về dạy cho mình một đề mục. Thí dụ như cái khóa đầu tiên thì thỉnh ngày về dạy bà con cái phương pháp hơi thở, mà bên thiền chỉ lẫn thiền quán, đặc biệt là hơi thở thôi. Suốt 3 tuần bà con chỉ được hướng dẫn thở theo thiền chỉ và theo thiền quán, nó khác nhau thế nào. Rồi cái khóa thứ hai là bà con sẽ học suốt 3 tuần, học về cái đề mục gọi là quán niệm bất tịnh. Thì mỗi khóa chúng tôi thông báo ai hợp với đề mục đó thì về, còn không hợp thì đừng có về. Về là than là cái đề mục của tôi không hợp, nó ráng chịu bởi vì tôi đã thông báo rồi nha. Quán bất tịnh nghĩa là quán cái thân này từ trên xuống dưới, nó gồm cái đồ dơ, cái vị đó chỉ cho mình kinh nghiệm quán như thế nào. Và trong lúc tu tập như vậy, mình sẽ gặp cái gì thì mình sẽ báo, mình sẽ trình lên với ngài để ngài dắt mình đi tiếp nha. Như vậy thì tôi tính trung bình nó cứ mỗi một khóa như vậy bà con học một đề mục. Thì một năm như vậy nếu mình được 4 khóa là bà con học được 4 đề mục, vừa lý thuyết lẫn thực hành. Thì 10 khóa như vậy là 10 đề mục, mà 40 khóa như vậy là bà con học được nói nghe 4, một năm 4 đề mục thì ít quá. Nhưng mà đại khái tôi chỉ ví dụ như vậy. Còn nếu bà con, nếu mà vị thiền sư hoan hỷ và bà con cũng hoan hỷ thì mình sẽ thêm, mà không chừng không hẳn là một đề mục mà là 2-3 đề mục, nhưng mà không có dừng lại ở chỉ hay quán, và cũng không dừng lại ở truyền thống nữa hết, mà ngài sẽ hướng dẫn cho mình cả lý thuyết lẫn thực hành. Đề mục tâm từ, đề mục niệm chết, đề mục niệm Phật, đề mục niệm tử thi, đề mục niệm thể bốn đại, đề mục quán vật thực bất tịnh. Thì cứ mỗi một khóa bà con sẽ được hướng dẫn cái đó. Sau khi mà cái khóa kết thúc, chỉ là chỉ tôi muốn nói khóa kết thúc, thì chúng tôi sẽ đặc biệt ưu tiên cho những hành giả nào có đủ điều kiện để thường trú ở đó. Thường trú là sao? Chứ thường bán thường trú thì đúng hơn, chứ còn đã ở luôn thì không, ở luôn nó phiền lắm. Nhưng mà bán thường trú nghĩa là ngoài cái khóa 3 tuần, 4 tuần ra đó, bà con sẽ ở lại đó 3 tháng tới 6 tháng. Vì đương nhiên nếu bà con ở đó bà con được tiến bộ và không gây một cái bất lợi gì cho Kalama, và chỉ có lợi lạc cho Kalama và lợi lạc cho bản thân, thì cái chuyện sao khỏi nói các vị cũng biết mà. Trường hợp là giao đức cho các vị cũng được, chứ đừng có nói mà để cho các vị ở đó giao luôn cũng được nha. Cho nên trước mắt đó, về mặt lý thuyết thì ở đó chỉ có cất ra để bà con về tu tập theo các cái khóa thiền, rồi sau đó thì sẽ có 1-2 vị tăng Miến Điện ở đó họ tu tập. Họ tu tập và họ, mình nói là
ông Từ thì kỳ quá, nhưng mà họ là các vị đó làm luôn cái công việc của vị trụ trì. Bà con cách xa về có thăm viếng gì thì sẽ gặp dân Miến Điện không ạ? Và đặc biệt những bà con nào có nhu cầu học tiếng Miến Điện thì có thể về đó trong thời gian đó, thời gian mà không có khóa thiền, mình tiếp xúc rồi mình lo lắng tứ tẩm cây cối ở đó rồi mình học rồi mình tu thiền. Và các vị hỏi tôi là tu với ai? Dạ thưa, chung quanh đó thiền viện rất nhiều, Ba Ao gần đó, Upandita gần đó, Chăm Nhai Ma Si cũng gần đó, thì cứ chạy bển tu lấy đề mục trình pháp xong xuôi thì thích ở bển, còn không thì mình chạy về trước xíu của Kalama. Kalama phòng ốc của mình luôn luôn sẵn sàng mở cửa nha. Thì nó là như vậy đó. Có nghĩa là tôi nhắc lại lần nữa là thứ nhất, thiền sư ở đó không có nhất thiết phải là truyền thống nào. Thứ hai là người về đó hoàn toàn có cơ hội ở lại lâu dài, hoàn toàn có cơ hội. Nhưng mà đương nhiên thì bà con cũng phải dòm ngó Kalama chút, cũng tưới tẩm cây cỏ. Chứ còn có rất là nhiều người tới đó muốn làm tiểu thư công chúa, đóng cửa rồi không dòm ngó hết thì cũng mệt cho chúng tôi nha. Bởi thật sự chúng tôi đang rất cần cái người đó, rất cần cái người mà vừa tu mà vừa dòm ngó cơ sở cho bà con ở các cái thiền quán họ tới nha. Chứ còn mà tự nhiên bà con tới rồi bà con đóng cửa liêm diêm rồi cũng không dòm ngó, để cỏ mọc, cứ lo là tôi lo nhổ nhổ cỏ trong tâm này nó thì mệt lắm nha. Tôi không biết trả lời như vậy đã xong cái câu hỏi của cô chưa? À, dạ thưa con cảm ơn sư. À, và mình muốn đăng ký đó thì mình qua Facebook đăng ký hay sao sư hả? Dạ thưa cô, cứ mỗi lần có khóa thì Kalama sẽ thông báo, và đương nhiên là cái này nói thiệt, cái này đúng tôi không muốn nói nhưng mà nó cũng hơi khó, nó hơi tế nhị chỗ này, là một phần tôi là người thiếu phước, thiếu đức, thiếu tài, thiếu tướng nữa, vô đức vô tài vô tướng vô năng, cho nên làm chưa xong là bị trù dập, bị gọi là người ta nói là có người thì nói là tư túi tơ hào bỏ tí tiền của Phật tử gạt gẫm, rồi có người thì họ nói là chúng tôi là xây cất như resort để cùng hưởng thụ với một số người thân quen, nói chung họ đánh phá rất là nhiều chuyện, cho nên khi ghi danh thì chắc làm ơn cho chúng tôi xin cái hình chụp chút để biết đó là ai. Chứ còn các vị tới mà các vị phá trong lúc thiền sư đang giảng, các vị đứng sống người chống nặng chửi bới thì cái đó ai chứ Việt Nam mình khả năng nó cực lớn nha. Rồi quấy rối, rồi đi cửa sau, rồi đi gõ cửa từng người, rồi vận động quần chúng chống phá cách mạng thì cái đó mạnh mẽ lắm nha. Cho nên khả năng đó khả năng cực lớn, dân nào với dân Việt Nam mình khả năng nó cực lớn. Cho nên là chúng tôi cũng cần phải biết quý vị là ai. Chúng tôi đã nhận sự hỗ trợ của trên 2.000 người Việt Nam, thì đương nhiên cái thiền viện Kalama là ưu tiên cho người Việt Nam, đặc biệt là người trong nước. 85% người ủng hộ Kalama, 85% là người trong nước. Chúng ta không có lý do gì mà chúng ta để đồng bào, đồng đạo, đồng hương của mình mà ra ngoài hết nha. Mà có một điều là chúng tôi thiết tha mong mỏi chờ đợi những vị có thiện tâm thiện chí. Chứ còn các vị đến đó với một cái ý, với một cái tư ý, một cái ác ý thì thiếu gì chỗ phá, mà tại sao đi kiếm cái chỗ ta tu hành đi phá thì cái đó cũng hơi lạ nha. Cho nên cái chuyện thông báo đơn giản lắm, cứ bắt đầu phá chúng tôi thông báo hai chuyện. Thứ nhất là ngày giờ, và thứ hai là cái khóa thiền này tu về cái gì, thiền sư sẽ hướng dẫn mình về đề mục gì, đề mục hơi thở, đề mục bất tịnh, tử thi, tâm từ, niệm Phật, lập. Thì bà con thấy ok thì bà con về. Mà cái mà mục đích của tôi đó là bà con có dịp tiếp xúc tất cả các truyền thống. Thứ hai là được biết cả thiền chỉ lẫn thiền quán. Chứ không có phải là chỉ riêng một cái đề mục nào hết. Bởi vì tôi biết đâu, các vị buổi đầu tưởng mình hợp với đề mục này, nhưng mà cuối cùng mình lại hợp với đề mục khác. Nhà nó có trường hợp đó. Cho nên tôi muốn tạo điều kiện để bà con làm quen với tất cả các đề mục, với tất cả các truyền thống. Mà có thể một truyền thống nhà nó gồm có 2-3 vị thiền sư, tuy là một cùng truyền thống nhưng mà các vị cũng có những cái điểm khác nhau. Đây là cái điểm mà cái tinh thần, mà cái lý tưởng mà Kalama hướng tới, đó là muốn bà con được học trực tiếp với Chư Tăng Miến Điện. Và tại sao tôi ưu tiên Miến Điện là bởi vì Chư Tăng Miến Điện có cái đặc điểm đó là các vị truyền trường phái nào, truyền thống nào thì cũng phải lấy Tam Tạng và chú giải làm gốc. Chỉ còn về điểm này thì Tích Lan và Thái Niên Lào thì tôi không thấy.
tôi không thấy cái đó. Ở Thái Lan các vị hoàn toàn có thể tu tập theo một cái đường hướng hành trì mà rất xa lạ với kinh điển. Tôi có thể chứng minh đó, chẳng hạn như Thammakaya, một truyền thống mà phải nói là nói về lực lượng nhân sự là lớn nhất Thái Lan, hàng triệu thành viên, hàng triệu cộng cảm thành viên. Nhưng mà cái đường lối của Thammakaya thì ok, các vị tự tìm hiểu nha. Theo tôi thì rất là xa lạ với kinh điển. Hoặc là cũng tại Thái Lan có cái trường, có một cái trường tại Á Hậu Xí, thì rất là người, nhiều người Việt Nam mình mê cái Á Hậu Xí. Tôi thì riêng bản thân tôi thì tôi dốt, tôi chỉ biết là tôi đặc biệt theo đuổi, quan tâm và thiền sư Ajahn Dev và ngài Ajahn Chah. Còn một tài liệu nữa để tham khảo đó là ngài Buddhadasa sát, còn riêng về gần đó là tham khảo thôi, nhưng mà đặc biệt là mà Ajahn Dev với ngài Ajahn Chah thì Thái Lan đối với tôi chỉ đặc biệt chú ý hai vị đó thôi, bởi vì hai vị đó hướng dẫn mà hoàn toàn có ý cứ trên kinh điển. Rồi đó là Thái Lan, còn Miến Điện là có thể là 90% là tất cả các truyền thống đều phải dựa vào một cái bộ kinh nào đó trên cái cơ sở tham chiếu với các kinh điển còn lại. Cho nên đó là câu trả lời của tôi đó. Xin sư cho con hỏi, những người sơ cơ không có biết nhiều về Phật giáo mà có thể qua bên đó để mà tu tập được không? Và nếu mà tiếng Miến Điện mình không rành, mấy người mà phải qua thông dịch viên thì sợ nó có thể khó truyền đạt hay sao sư? Dạ rồi, ok. Chuyện thứ nhất là cái khóa đầu tiên, khóa gieo duyên á, khóa đầu tiên và khóa gieo duyên á, thì tôi gần như là trải lòng và trải thảm rải hoa, trải lòng trải thảm rải hoa để ai cũng có thể vào dự. Nhưng mà sau khóa đầu tiên, khóa gieo duyên ấy, thì tôi sẽ báo trước là tới khóa thứ hai đã đi rồi, tôi sẽ có một cái bài kiểm tra người về Kalama, tức là tôi đưa ra 20 câu hỏi. Tôi không cho biết trước, bởi vì tôi không biết ai, tôi nói thiệt đừng buồn, tôi không biết quý vị có đủ trung thực để mà làm một mình hay không. Cho nên tôi chỉ báo trước là có 20 câu hỏi kiểm tra về tư tưởng và kiến thức Phật học tôi, rồi thì coi như là các vị đi mạo hiểm vậy đó, tức là đặt chân vào Kalama thì tôi muốn biết là các vị có trong đó có 20 câu hỏi về Phật học thôi, và quan điểm suy tư của các vị về Phật pháp. Thì như vậy thì người sơ cơ cũng có hoàn toàn có thể tham dự bằng cách là trả lời 20 câu hỏi đó. Thì tôi cứ nhìn 20 cái câu trả lời đó, tôi đoán ra các vị thích hợp với cái gì và cái góc độ và cái trình độ, cái mức độ của các vị nó ra sao. Và đương nhiên cái đó tôi trình lại cho thầy thiền sư, mấy người đã nói như vậy đó. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai về cái vấn đề mà niềm tin nơi người thông dịch thì tôi cũng phải nói thiệt hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ngôn ngữ mà diễn đạt trong cái trường thiền không có nhiều, chỉ toàn là thở ra thở vào, rồi buồn rồi vui, đau mỏi tê nhức nóng lạnh sợ hãi tức tối, thì không lý nào một cái vị mà phiên dịch mà họ tệ đến mức mà có mấy chữ căn bản nào dịch được. Tôi nhắc lại, từ ngữ ở trong một khóa thiền không có nhiều, nó không phải là tiểu thuyết, nên nhớ nó không phải là tiểu thuyết, nó dây quẩn quanh có cả ba cái hít ra hít vô thở ra, buồn vui rồi đau nhức tê mỏi, rồi con thấy sợ hãi, con thấy nhớ nhà, con thấy nghi ngờ, con thấy hoan hỷ, con thấy blablabla gì đó. Thì nó tầm nó khoảng chừng đó những từ ngữ. Thì nếu mà nói rằng mà bị phiên dịch mà họ không làm nổi thì kẹt quá. Các vị cũng thấy trong nước mình cũng có mấy vị mà họ dịch cho các ngài tâm tạng hoặc của các vị thiền sư về nước, vẫn có người dịch bình thường. Thì về cái mặt đó thì về mặt chuyên môn thì tôi nghĩ rằng quý vị có thể tin được nha, quý vị có thể tin được, bởi vì nó không có rắc rối gì. Dịch mấy cái bài tham luận, mấy bài thuyết trình chuyên môn ghê gớm bát ngát sâu rộng thì có, đây là những từ ngữ rất là thường, rất nhẹ nhàng. Còn chỉ sợ quý vị trình pháp kiểu trí thức đó, thì tôi không biết tôi trình pháp mà đem nào là triết Đông, triết Tây, lão Trang, Nick Heidegger, Schopenhauer gì đó, thì cái đó là ông thường sư chắc là ông điên luôn. Chứ còn mà mình cứ nhẹ nhàng ngôn ngữ của một thiền viện có gì hết,
có gì mà đến mức mà dịch trật nha. Mà nghe cái trình pháp mình cũng trình nhẹ nhẹ đó, con ngồi còn phải đau quá, trong trường hợp đau đó con nên đổi tư thế hay là con tiếp tục chịu đựng, ví dụ như vậy, chứ còn đừng lên mà trình mà nói minh mông đại hải nha. Cho nên chỉ thứ nhất là về mặt ngôn ngữ là cơ vị không có gì phải ngại, không có gì phải ngại. Còn thứ hai là những người sơ cơ thì nói đừng buồn, bản chất Việt Nam đã là sơ cơ rồi. Trong cái suy nghĩ của tôi, Phật tử Việt Nam 99% đã là sơ cơ rồi, thì đâu có cần tới câu hỏi mà mấy người sơ cơ có giữ được hay không. Bởi vì đối với tôi, chữ sơ cơ nó là ban Vietnamese. Cho nên là vấn đề đây không phải là sơ cơ hay là giỏi, mà vấn đề đây là cái thiện chí. Quý vị đã đem cái thiện chí gì, như thế nào để mà đặt chân lên Bánh Đất Calama. Chứ còn ở đây tôi không có nghĩ về chuyện đào tạo, ở đó không phải là chỗ đào tạo hành giả hay ở học giả, không phải. Tuy nhiên nó còn có chuyện đó, từ nãy tôi nói chưa có hết. Bên cạnh cái chuyện tổ chức các thiền khóa cho học cho hành giả, tôi sẽ đặc biệt dành thời giờ để có những cái lớp kinh tạng, nhưng mà nó hẹp, kinh tạng thu hẹp, có nghĩa là chỉ học tất cả những cái bài kinh tạng, học từ chánh tạng tới chú giải mà có liên quan tới cái đề tài thiền quán, và học đến đâu là chú giải tới đó, và chúng ta phải có cái màn hình. Thì tôi nói bây giờ tôi đang giảng cái bài kinh Tư Niệm Xứ, hoặc tôi đang giảng bài kinh Trạm Xe, tôi phóng cái màn hình nó lên, cái bài kinh ở đây, rồi bắt đầu tôi mới đưa cái màn hình thứ hai đây này, chú giải đây là chú giải bằng tiếng Pali nè, của cái hoặc là đây là chú giải bằng tiếng Anh của bài kinh Trạm Xe nè. Đó, thì bà con cứ theo đó mà học. Thì tôi vẫn mong là ở đó không phải chỉ có pháp hành mà còn có pháp học. Mà cái phần này tôi cái phần này trước mắt là thì tôi thấy tôi đã tìm được có ba vị có thể nhận lời đó, đó là ba vị trong nước. Tôi nghĩ rằng mấy vị đó có thời gian để mà giúp cho Calama chuyện đó. Trước mắt tôi đã tìm được ba vị, tức nghĩa là mấy vị có khả năng đọc được tiếng Pali, đọc được tiếng Anh, đọc được tiếng Thái đó, rồi chưa kể là mấy vị đã có một cái bản lĩnh về Phật học, có khả năng về Phật học để hướng dẫn những lớp đó, tức là cái lớp đó là trong những cái lớp học như trong những cái khóa học như vậy, thì bà con chỉ có 50% là tu thiền thôi, 50% là học. Còn riêng về những cái buổi dùng những cái thiền khóa thì 100% là dành cho sự kiện niệm. Còn riêng về những khóa học thì bà con chỉ có 50%, có nghĩa là một ngày có thể sáng ngồi 2 tiếng, trưa 2 tiếng, chiều 2 tiếng, ví dụ như vậy. Tức nghĩa là một ngày khoảng 6 tiếng. Mình thức thì 12, mình ngủ 12, ví dụ như vậy. Thì thức 12 nghĩa là mình học 6, chánh niệm 6. Cho nên ở đây vấn đề ở đây là vấn đề phiên dịch mình không có lo, thứ hai là vấn đề sơ cơ mình cũng không có lo. Ok, dạ, trước câu hỏi khác. Dạ, thưa cho con còn một câu hỏi về cái cuốn nhập tụng Calama. Con có một bài kinh ở trong đây là kinh Tê Ngu. Dạ, ở trong cái phần ghi chú ở dưới này có một ghi là kinh Tê Ngu giải thích chữ này có nghĩa chỉ biết nghĩ đến mình, không kể đến ai, và nghĩa thứ hai là chỉ biết nghĩ đến chuyện trước mắt, không thiết chuyện gì về sau. Định nghĩa chữ này bằng chữ Dittathapanna. Yeah. Sampati Ditthe Yena Athe. Cái này con hỏi là có nghĩa là người ta cũng bỏ luôn cái bản ngã người ta luôn rồi trong cái bài kinh này phải không sư? Đó, ta cho mình hai nghĩa của chữ đó. Cái chữ đó nếu mà hiểu thì nó nghĩa một á là chỉ nghĩ đến mình mà không có nghĩ đến người khác. Mà cái chữ đó nó cũng còn có nghĩa nữa là chỉ nghĩ đến chuyện ngay bây giờ chứ không có nghĩ chuyện lúc khác, thì tùy chỗ mà mình hiểu nó ra sao. Thí dụ như trong tiếng Việt Nam mình có thể gọi cái chữ ái đi. Thí dụ như mình thấy chữ ái đó có tùy chỗ mà hiểu, ví dụ như chữ luyến ái, nam nữ luyến ái, tương nhớ nhau gọi là luyến ái. Mình thấy chữ ái này là thương, là thích, là yêu, đúng không? Nhưng mà tới lúc mình thấy cái chữ tự ái thì lúc bây giờ mình phải hiểu tự ái thì có nghĩa là nổi sùng, nổi cọc, nổi nóng. Đó, tự ái thì có nghĩa là cái cảm giác của một cái người mà khi họ thấy rằng họ đang bị xúc phạm, đang bị làm tổn thương, nghe kịp không? Thì chữ ái, ngay cái mình thấy mình phải có một chút linh động trong cái ngôn ngữ, trong cái cách hiểu ngôn ngữ, cái ngữ nghĩa đó, ở đây cũng vậy.
thì cái chữ đó nó có hai nghĩa. Chữ đó hai nghĩa tùy chỗ mà hiểu, mà ở đây người ta trưng dẫn cho mình thấy cả hai nghĩa đó thì tùy chỗ mà hiểu. Còn cái chuyện mà cô nói là buông bỏ bản ngã thì tôi nghĩ nếu cô có học Phật học thì cô biết mọi nơi mọi lúc tinh thần duy nhất và tinh thần rốt ráo nhất của Phật pháp đó chính là không nghĩ mình là cái gì đó quan trọng, không có cái gì đó cá biệt, mà tất cả là do duyên. Ở đây không có cái chuyện buông, bởi vì cái ngã vốn không có lấy gì buông, không có lấy gì buông là do mình hiểu lầm thôi. Cho nên ở đây mình xài chữ buông nghĩa là nó có cái gì đó mới buông, này không có, nếu chỉ cần mình điều chỉnh cái nhìn mình, nó vốn dĩ nó không có, nó giống như cái bánh vẽ vậy đó. Tôi nói có người họ rủ cô đi làm ăn, tôi nói cô ơi cẩn thận nha, cái đó là cái bánh vẽ đó cô. Thì cô nói như vậy là bây giờ con phải buông cái bánh đó, cái bánh nó có đâu buông. Cái tôi cần là cô nhìn lại vấn đề đó, đừng bị người ta gạt. Chứ còn cái bánh vẽ đó vốn nó không có thì đâu cần phải buông. Cô hỏi vậy bây giờ con phải buông bánh đó, không cần buông, có đâu buông. Cái tôi cần là một nhận thức đúng, cô đừng tiếp tục làm ăn với cái người đó nữa. Đó, đây cũng tiện. Đây làm gì có cái ngã đây mà buông, mà vấn đề ở đây đó là mình đừng tiếp tục quay lại cái cách nghĩ cũ của mình nữa. Nhớ cái đó, cái định nghĩa về chữ buông đạo Phật là vậy. Chứng thánh là gì? Chứng thánh là không có tiếp tục hiểu lầm như trước đây nữa. Trước đây mình tưởng mình là cái gì đó, mình là ai đó, chính vì mình là ai đó thì nó mới có cái của mình. Mà hãy có cái tôi thì phải có cái ông kia bà nọ, mà hãy có ông kia bà nọ là bắt đầu nó có cái quyền sở hữu. Đó, mà hãy có quyền sở hữu thì khi mà mình thấy cái sở hữu của mình nó bị tước đoạt thì mình mới nổi điên lên. Khi mình thấy có cái tôi mà cái tôi nó bị xúc phạm, bị tổn thương, mình mới điên lên. Nhưng nói với bậc thánh thì các ngài thấy mọi thứ do duyên mà có. Phải tu tập, bây giờ nói tới thánh thì quá cao, mà nói phàm đi, tu tập cái niệm xứ một lúc nào đó mình sẽ thấy được điều đó. Một lúc nào đó mình sẽ thấy được điều đó. Mình sẽ thấy rằng mình nhìn mình á giống như mình đang quan sát một dòng chảy. Nó có hai góc độ để nhìn về bản thân. Cái góc độ thứ nhất là mình nhìn mình như là một cái tôi, có một cái cá thể, có một cái thực thể, một cái cá nhân. Nó có một cái gì đó rất là riêng tư. Còn cái trường hợp thứ hai đó, mình nhìn nó như một dòng chảy, một cái nhìn rất là bàng quan, rất là khách quan, cách nhìn của một người đứng bên đường vậy đó. Mình nhìn mình buổi đầu thì chánh niệm, buổi đầu thì nó còn yếu thì mình làm gì biết đấy. Nhưng đến một lúc rồi đó, khi mình niệm nó đủ mạnh rồi đó, thì lúc đó nó là cái nền tảng tốt cho trí tuệ. Khi mà mình làm gì mình biết đấy đó, thì lúc bây giờ mình nhìn mình giống như đang nhìn một người khác vậy đó. Mình đang nhìn một đứa bé, hoặc mình đang nhìn một người khùng ở làm việc, nó y chang vậy đó. Mình nhìn cái phiền não của mình y như mình nhìn một thằng khùng nó đang làm việc vậy. Thì tự nhiên nó biết mặc cỡ, nó leo trèo, nó la hét, nó chửi bời, nó ăn đồ dơ rồi tụi lâm. Thì mình cũng vậy, khi mình có chánh niệm mình sẽ tự nhiên mình thấy mình cũng sân si, mình thích, không có gì đáng để thích mà tự nhiên mình thích, không có gì để bực mà tự nhiên mình bực. Thì tự nhiên mình thấy ồ, thì ra mình y như đứa nít hư, một đứa ba trợn vậy đó. Thì vấn đề đây là thấy ra vấn đề chứ không phải là buông, đấy có gì để buông hết. Ok, xong rồi. Dạ, thưa con cảm ơn sư. Dạ, còn quý vị nào muốn hỏi sư live không ạ? Quý vị mình có cơ hội còn khoảng một hai câu hỏi nữa, thì Nhân sẽ cho anh Kiên gửi câu hỏi ở bên cái email anh Kiên hả? Dạ. Nếu mà không ai thì bây giờ tôi xin phép share cái screen này nha. Đây là một câu hỏi của chị Tuyết ở Đà Nẵng. Là cái chữ Sambhavasi là người đang tìm nơi thọ sanh. Và cũng trong Đại Kinh đoạn Tận Ái số 38 thì có cái chữ Ganhapa là hương ấm. Và trong cái Kinh Pháp Cú thì có cái thân trung ấm. Như vậy thì theo như bên Bắc Tông, tức là có cái linh hồn tồn tại sau khi chết phải trải qua 49 ngày. Và theo Nam Tông thì một khi ngũ uẩn này nó đổi qua ngũ uẩn kia rất là nhanh chóng. Như vậy thì ba cái định nghĩa này mình nên hiểu như thế nào? Con xin sư giảng dùng cho cô Tuyết ở Đà Nẵng.
Cái câu này đó mà trả lời mà cho nó đủ đó, thì phải là 9 tháng. Dạ. Tại sao tôi lại dám đưa ra cái con số mà nó chính xác như vậy? Là bởi vì đó là cái chương trình mà thì đà mà coi như là tổng quát trong một thời gian minimum á thì phải là 9 tháng học xong 9 chương của thì đà. Thì học xong 9 chương thì những cái này nó hiểu rồi. Nó giống như là các bị học toán lý hóa ngoài đời khi cơ tự nhiên mình mới có biết đọc biết viết mà mình quất mình hỏi chứ phương trình bậc 2 là cái gì đó thì điên luôn nha. Nhưng mà không trả lời là không được. Cho nên ở đây tôi phải trả lời. Thứ nhất, tôi vì cái lý do nhạy cảm, tôi không có nói đến cái chữ đúng sai ở đây. Nhớ cái đó nha, tôi không nói đúng sai, tôi không có ý kiến. Tôi chỉ nói theo cái kinh điển Nam truyền. Thì giống như thuốc Nam có một số vấn đề thuốc Nam nó nói khác thuốc Bắc, mà thuốc Bắc nó nói khác thuốc Tây, vậy là khác. Vậy đó. Rồi. Thì là tôi chỉ là đứng từ góc độ của Nam truyền thì tôi nói thôi. Thứ nhất, theo trong Nam truyền ấy, khi bà con có một cái tâm thiện hay là tâm ác mà nó trong đầu mình, cái tâm nó chỉ cần một sắc na thôi, một sắc na thôi. Khi mà nó xuất hiện một cái tâm ác, nó xuất hiện đó, thì ngay lúc đó là nó đã kín đáo tạo ra một cái tâm đầu thai cho kiếp sau về cái cõi khổ. Rồi các vị hỏi là kiếp nào, lúc nào thì khó nói lắm, vì mình không biết cái tâm đó là lúc nó mạnh hay nó yếu. Bởi vì muốn biết cái nghiệp nó mạnh hay yếu, mình phải dựa vào ba cái điều kiện. Một là cái tâm ác và tâm thiện đó nó nhắm đến đối tượng nào, cái đối tượng đó là tập thể hay cá nhân, đức độ hay không có đức độ. Cho nên thứ nhất là cái đối tượng. Thứ hai là cái tâm nó mạnh hay yếu. Ví dụ như là mình cũng bực mình á, nhưng mà bực nhẹ nhẹ thôi, nó khác. Còn cái mình nổi điên lên nó khác. Cho nên thứ hai là cái tâm trạng. Cái thứ ba là cái biểu hiện. Cái biểu hiện của cái tâm trạng đó là mình có nói cái gì, mình có làm cái gì nó cụ thể hay không. Thì mình chỉ giận lắm, giận điên lên, nhưng mà mình ráng, mình cắn răng, mình chỉ điên trong bụng mình thôi, nó khác. Còn mình điên mà mình phun ra lời, hoặc là mình biểu hiện qua hành động tại chân, nó lại khác. Cho nên một cái nghiệp mà nặng nhẹ ở đây đó, này là phải trước hết là phải coi cái đối tượng. Thứ hai là tâm trạng của đương sự, thiện hay ác, mạnh yếu. Thứ ba nữa là nó có biểu hiện cụ thể gì qua thân nghiệp, khẩu nghiệp, hay là nó chỉ dừng lại ở cái ý nghiệp mà thôi nha. Rồi thì khi có một cái tâm bất thiện mà nó xuất hiện trong đầu của mình, hoặc là một tâm lành nó hiện ra trong đầu của mình, thì nó đã kín đạo, nó tạo ra một cái tâm đầu thai cho kiếp sau, một kiếp sau nào đó nha. Một cái kiếp sau nào đó, nếu nó mạnh thì cái kiếp sau đó nó gần, chứ hạn như nó ngay kiếp tới này nè, tắt thở là dính liền. Còn trường hợp như nó yếu thì nó sẽ cách 3 kiếp, 5 kiếp, 10 kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp, 2000 kiếp nữa nó mới xuất hiện, để nó đưa mình đi đầu thai qua cái cõi vui hay cõi khổ nha. Và thí dụ như tôi giả định cái kiếp này là kiếp A1 đi. Kiếp A1. Mỗi kiếp thì nó có A1, A2, A4, A5 tới A10. Thì cái kiếp A1 á, tôi có cái tâm bất thiện. Tôi đặt cái tâm đó là tâm bất thiện của kiếp A1. Thì đến cái N8 á, với cái kiếp N8 đó, khi mà tôi tắt thở đó, thì cái quả mà của cái N1 này nè, lúc đó, đó nó của cái A1 này nè, cái quả thiện ác A1 lúc đó là cái N8 nó bị, lúc cái kiếp N8 đó, tôi vừa tắt thở đó, thì cái tâm đầu thai mà của cái A1 tôi đã tạo sẵn nó xuất hiện, lúc đó nó đưa tôi đi. Cho nên có nhiều trường hợp một cái người cùng hung cực ác mà nó chết rồi nó vẫn sanh thiên. Tại sao vậy? Là bởi vì ngay cái lúc đó là một cái tâm đầu thai thiện của quá khứ đó, nó ở chỗ ngay chỗ đó. Còn có người cả đời tu hành nó như pha lê vậy đó, mà chết rồi nó đi cái ác xuống tới địa ngục luôn. Là vì sao? Là bởi vì ngay cái lúc đó là cái lúc mà một cái quả xấu đời trước nó trổ. Cái chuyện mà mình hộ niệm cận tử đó thì hên xui, và nó là hên xui nha, chứ đừng đổ thừa vô. Bởi vì thì lúc đó, đó là mình không có loại trừ là cái nghiệp quá khứ nó đổ ngay chỗ đó, là hộ niệm bằng trời thì nó cũng chịu thua nha. Cho nên chuyện đầu tiên đó là khi mà cái tâm lâm chung trong A Tỳ Đàm gọi là chú tích chúng ta, tức là cái tâm mà mãn chung nó xuất hiện, thì tiếp nó cho nó phải là tâm đầu thai liền. Tâm đầu thai này được tác động từ một kiếp xưa nào đó, nó xuất hiện liền, và cái thời gian nó chỉ là thời sát na trước kết nối cái sát na sau. Thời gian nó nhanh đến mức mà theo mô tả trong kinh là 1/1000000 của giây, 1/1000000 của giây đồng hồ, nó nhanh như vậy.
một phần triệu của giây. Và dầu cho mình tắt thở ở đây và mình chung vô bụng của con heo ngoài hè đó, hay là mình tắt thở ở đây mà mình sanh về cõi Phạm Thiên cách đây 5 triệu năm ánh sáng, thì thời gian nó được xem. Không phải là mình vì mình đi y tái sinh ở cõi xa hay là cái chỗ gần mà nó, thời gian nó lâu mau khác nhau, không phải. Mà bây giờ tôi tắt thở tôi chung vô bụng con heo nái đằng sau hè nè. À, hoặc là quý vị chết chung một lượt với tôi mà các vị sanh về cõi Phạm Thiên, thì thời gian mà hai người mình đi tái sinh nó tương đương nhau nha, tương đương. Rồi một chuyện nữa, đó là cái chữ gọi là sambhavesi. Sambhava có nghĩa là kiếp sống hay là sự hiện hữu, mà esi có nghĩa là kiếp tiền. Sambhavesi có nghĩa là cái người mà đang đi, cái người mà còn tái sinh, cái người mà còn tái sinh, có nghĩa là từ cái bậc Anaham trở xuống đều được gọi là Sambhavesi, có nghĩa là khi chết rồi sao có tâm tử thì người đó còn có chỗ để mà đi, thì gọi là Sambhavesi. Cái chữ này mình biết là trong kinh có rất là nhiều chỗ xuất hiện nha, có rất nhiều chỗ xuất hiện, mà đặc biệt là mình nhớ là ở trong tiểu bộ kinh ấy, tiểu bộ kinh cái phần Sutanipata, cái trong đó cái bài Metta-sutta, bài từ bí kinh đó ha. À, cái bài mà Karani Yamat và Kusali là cái bài đó, trong đó có nhắc chữ Sambhavesi. Cái chữ này để gọi cho những cái chúng sinh mà gọi là còn đi tái sinh đó, đó là trong tiểu bộ kinh và kinh Metta Sutta. Rồi cái chữ thứ hai đó là chữ Gandhapa. Chữ Gandhapa này nó nhiều nghĩa lắm. Gandhapa đây là cái tên gọi một tên gọi hai cái hạng chư thiên. Một hạng đó là coi như là thích đờn ca hát sướng đó, gọi là càng tác bà đó. Trường hợp thứ hai đó, cái chữ canh tác bà này còn có nghĩa là cái hạng cái những cái loại mà khuất mặt đó, chư thiên mà cấp thấp đó, thuộc hội chúng tứ thiên vương. À, là nó họ sanh ra trong thân cây vỏ cây rễ cây lỗi cây giác cây trái cây bông hoa lá cây tùy phước. Có người họ làm chủ nguyên một cội cây to đùng, có người thì phước họ ít, họ chỉ sống trong một cái cành cây nào đó. Và có người phước kém, họ chỉ sống trong một cái chùm lá nào đó, lá rụng thôi, đi qua chỗ khác ở, y như thiên nhân loại mình vậy. Có người thì cái anh thì anh có ở nguyên cái villa to đùng vậy đó. Còn có anh thì anh ở cái nhà cấp 4, còn anh là cái chòi lá, còn có anh thì lấy bao xi măng ấy, che chắn bên lề đường, rồi có anh thì coi như xuống cái gầm cầu mà ở bị đuổi đi chỗ khác, còn có anh thì ngủ vỉa hè, ngủ mấy hiên nhà người ta. Thì cái loại chữ phi nhân nó y chang như vậy đó. Còn cái loại càng tạc bà, có một anh thì anh làm chủ nguyên cái cây, có anh làm chủ nguyên cái rừng cây, có anh làm chủ nguyên ngọn núi, còn anh thì anh coi như chỉ sống ở trong một cái trái cây, cái trái rụng, cái anh đi qua trái khác, lá rụng đi qua lá khác, hoa rụng đi sang hoa khác. Và có trường hợp mà những anh sống trong cái thân cây đó, khi mà người ta đốn cái cây đó, người ta về làm cột kèo rui mè bàn tủ giường ghế đã đi theo sống trong, thì đa phần là họ biết điều lắm, họ cứ nương trong đó thôi, họ không có quấy phá gì. Nhưng cũng có trường hợp mình gọi là mọc đè đó, thì mọc đè nó có nhiều lắm. Một là những xáo trộn sinh lý sinh học, nhưng cũng có trường hợp là do chính cái ông cũng đi theo đó, đi theo ông phá nha. Thì trong trường hợp đó cũng gọi là ganh thấp á, là sống nhờ cái mùi hương của thực vật. Ganh thá là mùi đó, sống nhờ cái mùi của thực vật. Rồi nhưng mà cái trong tăng chi bộ kinh mà cái phần ba pháp, thì Đức Phật Ngài có dạy rằng là một bào thai mà nó muốn được cấu thành, nó phải dựa vào bào thai nhân loại đó nha, đang nói nhân loại. Mà bào thai nhân loại muốn được cấu thành, nó phải dựa vào ít nhất là ba cái điều kiện. Một là tinh cha, hai là huyết mẹ, và ba là phải có cái thức tái sinh xuất hiện lúc đó, phải có thức tái sinh. Tinh dịch của người cha đó, tinh trùng chứ không phải tinh dịch, này bây giờ là tinh trùng. Chứ còn gặp một người cha vô sinh thì coi như là không có nha, một người cha vô sinh không làm ăn được gì hết. Rồi trường hợp thứ hai là người mẹ phải trong thời kỳ rụng trứng. Rồi trường hợp thứ ba là lúc đó phải có thức tái sinh, đó là lúc mà nó có chúng sanh nào đó nhập thai vào ngay thời điểm đó.
Bây giờ biết ai gửi cái gì đấy, khi mình đang giảng vậy cái có ai đó nói cái gì tào lao quá rồi. Rồi như vậy thì cái trường hợp đó Đức Phật ngày gọi cái thức tái sinh đó, ngày gọi bằng cái chữ ganh hấp bát, mà chữ ganh hấp bát đây là nó chỉ nghĩa là thức tái sinh thôi, nó là bát sanh thí chích tác, nó đồng nghĩa bát sanh thí chích tác, nó không có gì đặc biệt hết. Cho nên câu hỏi này là hỏi nó cũng hơi tào lao, nó phải hỏi như thế này: bên Nam truyền nói gì về cái vấn đề thân trung ấm, hay là thân trung ấm? Thì cái thân trung ấm đó trong cái tiếng Sanskrit nó có nó gọi, và cả trong Pali nữa, trong Pali mà trong cái bộ gọi là bộ Katha Quá Thú, cái bộ thứ năm ấy, có xài cái chữ đó gọi là chữ Antarabhava. Antara là ở giữa, trung gian, còn Bhava là trạng thái, là tình trạng. Thì cái Antarabhava là cái tình trạng mà lơ lửng, lửng lơ con cá vàng, có nghĩa là chết rồi đó, là không có đi liền. Mà cái này là không có bên phần trong cái điển Pali, là không có bên trong cái bộ Abhidhamma thứ năm có nhắc tới, như là đề cập đến một cái quan điểm ngoại giáo, chứ còn trong kinh điển Pali thì không, Đức Phật không có chấp nhận cái chuyện đó, cái chuyện mà lơ lửng là không có. Cái chuyện lơ lửng 49 ngày đó thì bên kinh điển Pali thì không có cái đó. Ở đây là chết rồi phải đi liền, đi tức khắc. Rồi có rất là nhiều người Việt Nam mình, họ lại có cái suy nghĩ rất là buồn cười. Họ suy nghĩ là nếu mà chết rồi đi liền đó, thì tại sao tối thấy má về, ba về, đứng đầu giường khóc than đói và lạnh quá. Thật ra lúc họ đã đi đầu thai rồi, nhưng mà họ đầu thai không phải trong cái thân người, mà trong một cái cảnh giới của cái loài quốc mạc cô hồn các đảng tiêu phong dạ quỷ gì đó nha. Chứ còn người Việt Nam mình hiểu chữ đầu thai đó có nghĩa là phải chung với trong bụng mẹ, máu mẹ tùm lum hết mới gọi là đầu thai, không phải. Cái đó hẹp lắm, mà làm con heo, con ruồi, con dồi cũng là đầu thai, mà làm thiên vương đế thích phạm thiên ác ma thiên tử cũng là đầu thai, mà làm ma quỷ là Atula ngạ quỷ súc sinh giả xoa cũng là đầu thai. Còn mình hiểu cái chữ đầu thai đây có nghĩa là vậy đó, có bởi do nên Việt Nam mình có nhiều thắc mắc luôn. Mà nói chết rồi đi đầu thai liền mà tại sao tối nằm mơ thấy? Thứ nhất có 800 lý do để mà mình thấy một người thân. Một là đúng là họ đã thác sinh làm cái loài gì đó họ về cho mình thấy. Trường hợp thứ hai do thương nhớ, dạ nhật hữu số tư và hữu số mộng, ban ngày tơ tưởng ban đêm thấy thôi, là gì lạ hết nha. Chưa kể là mình thấy, mình biết ông Sigmund Freud người Áo, ông có, tuy ông phải Phật tử nhưng ông có đưa ra một cái rất là hay, đưa ra một học thuyết rất hay, ông nói rằng cái tiềm thức nó có những cái ngôn ngữ của đó, nó có những cái nó lạ lắm, chứ nó có những nó diễn dịch thực tế là lạ lắm. Thí dụ như mà mình đang ngủ mà mưa khuya nó rơi trên mái tôn đó, thì chính cái âm thanh đó nó sẽ đi vào trong giấc ngủ của mình, nó sẽ cho mình thấy rằng mình đang ở đâu đó mà có trời mưa. Cái này dễ hiểu rồi, nhưng mà nó có trường hợp tiếng mưa khuya nó lại diêu mình về một cái góc trời mộng tưởng nào đó, là mình thấy mình đang đi giữa khu rừng thu nghe lá rơi, là mình nghe một tiếng chuông chùa trên đi xóm núi nào đó, thí dụ như vậy. Nó dùng cái nó trái quớt rồi, nó mắc mới gì cái tiếng mưa đó, nhưng mà chính cái anh này nó dắt tới anh kia. Nhớ cái đó là cái phản ứng tâm lý vậy thôi, và tùy cái nền tảng tâm thức của mỗi người nha, tùy nền tảng tâm thức mỗi người mà đứng trước một cái âm thanh, hình ảnh hay là màu sắc hình dáng, chúng ta có một cách diễn dịch riêng, không ai giống ai hết nha. Cho nên là ở theo trong giáo lý nguyên thủy đó thì không có vấn đề trung âm, chết rồi là đi liền, đi tới khác. Rồi sẵn đây tôi cũng nói luôn một chuyện nó không có liên quan câu hỏi, có nghĩa là thứ nhất là ta thắc mắc tại sao đi đầu thai liền mà tại sao vẫn còn thấy, thì tôi giải thích rồi. Trường hợp thứ hai là họ nói nếu nó vô ngã vậy thì ai là người làm thiện ác, ai là người chịu khổ vui, họ phải có cái người nào mới làm mới chịu được chứ, không cần người mà nó là đồ rác. Thí dụ như hỏi quý vị nè, các vị đã đến đây bằng bằng gì? Bằng xe. Mà trong khi các vị biết mà, các vị dốt như bò, các vị cũng biết trên đời này làm gì có cái gì gọi là chiếc xe. Trên đời không có cái món gì gọi là chiếc xe hết, mà nó là cái chỗ tổng hợp của nhiều món phụ tùng cộng lại thì gọi là chiếc xe. Chứ còn bây giờ các vị không tin đó, các vị đem nó ra ngoài gara, các vị giao cho người ta, các vị kêu tháo ra, rã ra từng phần đi, trả tiền cho người ta 5.000, 10.000 cái nó rã banh chành mất tiêu chiếc xe luôn nha.
Nhưng mà bây giờ mình đem nguyên đống nó mình cho nó ráp và nó sẽ ráp thành chiếc xe. Thì tuy nó là đồ ráp nhưng mà khi nó được ráp một cách hợp lý, đúng cách, thì nó cũng đã thành phương tiện đưa đón mình. Ở đây cũng vậy, không có một cái cá nhân cá thể nào tên là Lê Văn Tèo, Nguyễn Thị Tý ở đời, không có. Mà tất cả chỉ là sự tổng hợp, sự lắp ráp, sự ghép nối của những thành tố vốn dĩ rời rạc nhau, mà do các điều kiện, các nhân viên thì chúng gặp lại và nó tạo ra cái mà mình gọi là hình hài thể xác, là tâm lý, là tinh thần, là buồn vui, là thiện ác. Chứ theo Adida không hề có con số 1 nào tồn tại trên đời này, không có. Không bao giờ có một con số 1 nào tồn tại trên đời này, không có. Thế vì nó như nó là sát na tâm, thì cái tâm đó nó phải đi với bao tới mấy chục tâm sở đi cùng. Hoặc là nó một cái cell, một cái tế bào, một cái huyết cầu, thì trong đó nó có vô số thành tố hóa chất, trong đó nó cần đến bao nhiêu cái điều kiện sinh học, chứ không phải khơi khơi có một cái huyết cầu lơ lửng trong không khí, không có cái gì, nó không có. Mà bất cứ cái gì muốn xuất hiện hay là muốn tồn tại hay là muốn biến mất, trước khi nó biến mất, trước khi nó tồn tại, trước khi nó xuất hiện, nó phải cần đến vô số điều kiện. Mà chỉ vô số này tôi nói bằng nghĩa đen á, chứ không phải nghĩa bóc, nghĩa đen á, countless, vô số điều kiện. Tại sao mà có lớp học mỗi ngày chủ nhật? Nó không phải đơn giản là do có mấy người bên Úc mà sai. Nói là sẽ biết. Người bên Úc biết rằng có người chịu nghe, chứ còn người bên Úc mở ra có cha kia với cha nhân mở cái hai mạng đó, mở làm cái gì, ham đó đặc biệt là không có tu hành gì hết. Theo tôi nghĩ mà tu hành mở ra cho vui, cầu danh gì cho vui vậy thôi. Trừ cái mặt ra chứ ông đâu có học, mình nhìn mình thấy mà ham vui lắm, mà đâu có học hành giáo lý gì, đâu có thèm nhớ bài, không thèm hiểu bài hết. Nhưng mà vì người khác thì mấy ông tổ chức để cho người khác tu học, ai ăn ăn còn bà đi đánh bài, đại khái vậy. Bà chỉ nấu xong rồi thôi. Cho nên ấy, ở đây tôi trở lại, tôi nói hơi xa đó, là sẵn này tôi nói luôn cái gì mà mai mốt tôi có dịp nhớ để mà nói. Thì ở đây vấn đề trung ấm, cái câu hỏi này hỏi như thế này: Phật giáo Nam truyền nói gì về chữ trung ấm? Là một, nếu được xin cho biết cái chữ trung ấm từ nó có trong tiếng Pali, tiếng Sanskrit hay không? À, chị Antaram Bahar quá. Thứ hai, Phật giáo nói gì về cái thức tái sinh thì tôi đã cho hai cái địa chỉ rồi. Một là cái chữ Sambhavesi ở trong cái bài kinh Metta Sutta, kinh tập Sutta trong tiểu bộ kinh. Thứ hai là cái Gandhapa là trong tăng chi mà phần ba pháp. Yeah, ok. À, tôi trả lời xong rồi đó. Tôi xiên tôi nói chứ không, tôi một câu tôi trả lời cái hai chữ thôi, ok. Rồi. Dạ, con xin đọc một câu hỏi của một vị Phật tử gửi ở đây ạ. Con xin hỏi sư về chữ nghiệp. Sư thường nói cái sự thích và sự ghét có ảnh hưởng bởi tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Nhưng khuynh hướng tâm lý và môi trường sống đều bắt nguồn từ những nghiệp đã tạo trong quá khứ, tức là tiền nghiệp. Như vậy, tại sao mình lại chia ra ba cái riêng lẻ rẻ như vậy? Con kính cảm ơn sư. Tôi hết muốn trả lời câu này rồi. Lý do là các vị không hiểu vấn đề. Không hiểu vấn đề và ta nói học thầy không thầy học bạn nha. Thầy tức là bằng nhé. Tôi đã nói rồi. Nếu mà nói gọn á thì chỉ nói là tất cả là do nghiệp thì nó kỳ dữ lắm. Thứ nhất nói tất cả là do nghiệp thì nói gọn đó, tất cả là nghiệp, chúng sanh là kẻ thừa tự nghiệp là xong. Nhưng mà nói như vậy nó khi mà nói gọn quá nó sẽ mơ hồ, bắt buộc phải phân tích. Thí dụ như nói làm con người là phải có sức khỏe nè, phải có học thức nè, phải có quan hệ xã hội nè, họ kể rộng ra như vậy, phải có tiền bạc nè, sức khỏe nè, học thức nè, quan hệ xã hội. Nhưng mà có trường hợp người ta chỉ nói có một thôi, chỉ nói chỉ có một thôi, ta nói là mình nói với con mình ráng học nghe con không học là con sẽ không có gì hết. Có trường hợp ta chỉ nói gọn như vậy thôi thì mình sẽ ngạc nhiên, ủa tại sao mà hổm ổng kể là ổng kể cái học riêng, bữa nay ổng gom hết cuộc đời còn gom trong một chuyến học là sao? Thật ra khi con học đàng hoàng thì trong đó con sẽ có tiền nè, khi con học giỏi con có bằng cấp là con sẽ có quan hệ xã hội nè, rồi con sẽ có tiền bạc nè, quan hệ xã hội nè, rồi dĩ nhiên con học giỏi là con có kiến thức rồi. À, rồi dĩ nhiên con vừa giỏi vừa giàu, tự nhiên chuyện tình cảm của con nó sẽ ok nha. Nhưng mà trong trường hợp nào đó người ta phải kể ba cho nó rõ. Thì ba cái đó tuy nó từ một góc mà ra đó là tất cả là tiền nghiệp, nhưng mà
khi gom chung như vậy, mai là nó chia ba mà có đứa nó còn không hiểu, nó đi hỏi lại thì nói chi mà gom gọn lại thì nó còn là câu bò cái nào nữa. Ok, tiền nghiệp tôi nói rồi, do cái tiền nghiệp quá khứ mà bây giờ tôi sanh làm một người đàn bà Campuchia, đúng chưa? Đã đàn bà là thấy khổ rồi, còn làm người đàn bà Campuchia mà trong một cái xóm nghèo nữa, rồi đó là tiền nghiệp. Nhưng mà khuynh hướng tâm lý của tôi là gì? Là tôi rất là thích sống đời sống tâm linh tinh thần. Cho nên tuy là tôi là một người đàn bà Campuchia nghèo khó trong một cái xóm nghèo, nhưng mà tôi rất là thường xuyên đi chùa nghe pháp. Cái khuynh hướng tâm lý tôi như vậy. À, tuy nhiên nó còn có cái thứ ba, nó môi trường. Chồng của tôi là một cái thằng nát rượu, là một con sâu rượu, là một cái thằng bợm rượu. Nó đi nhậu xong rồi nó về, nó bắt tôi phải nấu ăn giặt giũ rồi hầu hạ nó, nó ối nó mửa, tôi hốt tôi dọn tôi lao mình nó tùm lum hết, các bạn thấy chưa? Cho nên do tiền nghiệp tôi là một người đàn bà Campuchia nghèo khó, nhưng mà do cái khuynh hướng tâm lý tôi lại rất thích nghe đạo, rất thích hành thiền, rất thích chữ giới. Nhưng mà cái môi trường của tôi là một, là tôi phải sống trong một gia đình với một cái thằng chồng không có ra gì đó. Như vậy cuối cùng thì nó ra cái gì, kết quả là gì? Kết quả là có một người đàn bà người Campuchia nghèo thỉnh thoảng lén lén chồng đi nghe pháp. Đó, nó là kết quả như vậy. Chứ còn nếu mà nói đơn giản là chỉ là do nghiệp không thì nó quá là gọn đi, bà con không hình dung ra được. Cho nên bắt buộc cái này kinh nói cho mấy tôi nói ngày cái đó là tôi phân tích cho ngày lấy đi đó. Ừ, thì cái đó có ba cái: một là tiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là cái môi trường sống. Thì chính ba cái này nè, nó làm cho chúng ta có một cái kiểu sống không có giống nhau. Rồi đó, cái môi trường sống này ở đâu nó ra? Nó một phần là do khuynh hướng tâm lý, một phần là do tiền nghiệp. Cái khuynh hướng tâm lý đó, tại sao tôi thích ở biển, tại sao tôi thích ở hồ, tại sao tôi thích ở phố, tại sao tôi thích ở rừng? Thì tôi thích là một chuyện, nhưng mà phải do cái phước duyên, tôi có đủ phước để tôi về chỗ tôi thích hay không. Cho nên tiền nghiệp nó đưa tôi làm người đàn bà Campuchia, khuynh hướng tâm lý nó khiến cho tôi là người thích nghe pháp, thích sống tâm linh. Nhưng mà cái môi trường, cái điều kiện sống thì nó lại là đó, từ nãy tôi mới nói đó, lấy nhầm một thằng chồng nát rượu đó, nó ra vậy đó. Cho nên cái gốc là đúng, tất cả là do nghiệp, nhưng mà mình không thể đổ tất cả là do nghiệp là nguy hiểm lắm. Bởi vì sao? Vì nếu mà nó tất cả là do nghiệp, nó sẽ dẫn đến cái hiểu lầm như thế này. Có nhiều người họ hiểu chữ nghiệp, họ nghe nói tiền nghiệp là nghiệp cũ, cho nên bây giờ họ không cần làm gì hết, họ cứ làm nó, họ chờ cái nghiệp nó trổ. Có người hiểu lầm như vậy. Trong Tăng Chi Đức Phật kể có ba trường hợp. Nhà nói là có người cái gì cũng cho là nghiệp quá khứ hết, đó là một cái sai. Có người cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, càng sai. Và có người cho rằng cái này là do một cái đấng cao vời nào đó tạo ra, cũng sai nha. À, cho rằng có một đấng nào đó cao siêu an bài là sai đã đành. Cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có là sai, cũng đã đành. Nhưng mà cái thứ ba đó, cho rằng mọi thứ là do nghiệp quá khứ cũng không được. Nghiệp quá khứ nó chỉ là một phần thôi, nó là cái, nó chỉ là một phần nền thôi. À, trên cái nền đó nó cộng với khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nha. Và trong đời sống của mình nó có hai thứ nghiệp, nghiệp cũ và nghiệp mới. Tiền nghiệp là nghiệp cũ, nhưng mà do cái môi trường sống và cái khuynh hướng tâm lý, chúng ta là tiếp tục tạo ra nghiệp mới. Nhớ nha, mình đang sống trong cái nghiệp mới và trong nghiệp cũ, mình không thể gom chung nó thành một cái tiền nghiệp được. Mà tôi nói cái này mà tôi còn nổi sùng đó, tôi nghe câu hỏi này đó là tôi muốn dẹp cái lớp này luôn. Quý vị yếu quá đi, quý vị nghe quý vị mới hiểu. Mà quý vị giảng cho một lớp như thế này mà cái sức tiếp thu của các vị như vậy đó thì yếu quá, yếu quá. Mà cái tôi cho là cái người dám hỏi là người giỏi nhất. Mà người giỏi nhất mà cái khả năng mà học bài kiểu này đó, thì tiếng Việt Nam mình đó thì không có chữ, nhưng mà Tàu có, tôi kêu là đi chết đi. Ok, tôi nói là xong. Dạ, cho con xin hỏi câu kế tiếp của một em Phật tử. Kính thưa sư, xin sư giải đáp cho con một mắt xích trong lý duyên khởi. Do nhân gì, duyên gì mà tâm từ của kiếp này tạo thành kiết sanh thức của kiếp sống sau, và vô minh tham ái đóng vai trò gì trong mắt xích này, sa thú. Tôi không biết cái người hỏi cái này nè là có học giáo lý hay chưa,
Chứ còn mà nếu mà có học giáo lý thì cái này giảng đơn giản lắm. Còn nếu mà không, tôi nói rõ nha, nếu có học giáo lý thì tôi nói rất đơn giản. Còn mà không học giáo lý thì tôi nói tới tết và tới chết cũng không hiểu. Cho nên tôi chọn cái giải pháp là nói đơn giản nha. Rồi ráng về mà banh cái óc đổ mực vô mà hiểu. Chúng sanh nó có ba hạng. Hạng thứ nhất là chỉ sống theo đuổi cái gì mình thích, cái gì mình thấy vui, và trốn chạy cái gì mình thấy ghét, cái gì nó làm cho mình khổ. Cái hạng đầu tiên là trốn khổ tìm vui, chỉ có biết thích ghét buồn vui thôi, bất kể thiện ác. Cái hạng này là khỏi nói rồi. Cái hạng thứ hai là hành thiện lánh ác với mục đích là cầu quả nhân thiên, mong được cái này được cái kia. Cái hạng thứ ba là cũng hành thiện lánh ác nhưng mà để cầu giải thoát, để mình không còn thiện ác buồn vui nữa. Như vậy tổng cộng mình có ba hạng chúng sanh trong đời, dầu có vô số thì nó mà nó gom có ba hạng đó thôi, không có hạng thứ tư, không có, chỉ có ba hạng thôi. Thì là cái chuyện mà mình tu tâm tự nó cũng nằm ở trong hai cái hạng mà tôi vừa nói. Hạng một là không có rồi, cái hạng thứ nhất, cái hạng mình chỉ biết là thích ghét buồn vui, rồi hạng này không có tu hành hết, nhưng mình đang nói cái hạng tu tâm tự mà. Hạng nó tu tâm tự để nó luôn hai hạng sau. Thì là khi mà mình có cái lòng mình cầu quả nhân thiên á, không, nghe nó tu tâm thì từ có phước. Rồi mình mong là kiếp sau sanh ra mình sẽ được trường thọ, mình sẽ được đẹp, mình sẽ được dễ thương, người ta nhìn mình người ta mến liền. Đó. Thì khi mình có cái lòng mà cầu như vậy đó, bản thân cái lòng cầu đó, đó là nó do vô minh thúc đẩy. Là vì sao? Là vì vô minh là gì? Vô minh là không hiểu bốn đế. Càng nói nó càng dài đây. Mà bốn đế là gì? Bốn đế, cái chuyện đầu tiên là không hiểu rằng mọi hiện hữu là khổ. Chính vì cái tên này nó không chịu thấy rằng mọi hiện hữu là khổ, dầu về trời hay là xuống địa ngục đều là khổ hết. Cho nên nó mới mong là nhờ cái chuyện mà tu tâm từ này nè, nó sẽ được cái này cái kia, lặp 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 lặp. Thì cái đó nó giống như là nó một đứa bé mà nó đá banh trên cái vùng mà người ta đã có đặt mìn vậy. Nó thích đá banh mà mặc dù người ta đã nói cái chỗ đá banh đó, cái sân banh, cái bãi cỏ đá banh đó là bãi mìn, nhưng mà nó không có biết mìn là cái gì, nó lo nó tung tăng nó đá thôi. Cho nên mình thấy nó đá banh thì cái đá banh nó bản thân nó không phải là tội lỗi, nhưng mà cái đá banh đó là một niềm vui tự nhiên của trẻ con, rất là tự nhiên, nó có gì mà nghịch thường, không có gì bậy bạ. Nhưng mà cái niềm vui đá banh đó ngay lúc này và tại đây nó được thúc đẩy bởi cái ngu. Bởi vì nó không biết mình là cái gì, mà nó cũng không hiểu cái lời cảnh báo người lớn nha. Nó đã banh trên một cái bãi mìn. Thì đây cũng vậy, tâm từ đó là tâm thiện đúng, nhưng mà đó có người trên đời này vì cầu cái quả nhân thiên mà họ tu tâm từ, thì trong trường hợp đó, đó bản thân tâm từ đó là tâm thiện, thì hãy là tâm thiện thì sao ta, nó sẽ cho ra tâm đầu thai về cõi lành. Tâm đầu thai đó nó từ cái chữ Phạn gọi là bát tí xâm thí nha. Mà bát tí xâm thí thì có chữ dịch là kiết xâm, kiết là kết nối, kiết xâm thức. Có chỗ kêu là tâm đầu thai, có chỗ kêu là tâm tái tục nha. Thì tu tâm từ thì tâm từ nó là tâm thiện, nhưng mà sự dĩ nó tâm thiện này nó không dẫn đi với tâm bất thiện đó. Nhưng mà trong trường hợp này là nó do vô minh tác động gián tiếp, nhớ nha, vô minh gián tiếp tác động. Chính vì vô minh tác động cho nên người ta mới thấy rằng là trên đời nó có chỗ vui có chỗ khổ. Mà chính vì có chỗ vui chỗ khổ cho nên người ta mới lánh án hành thiện để mà được về chỗ khổ, không có bị về cõi vui. Mà các vị có biết một cái chuyện như thế này, vô minh mà hệ lợi nặng ấy, thì nó tác động cho chúng ta làm ác, mà vô minh loại nhẹ đó là nó tác động cho mình làm thiện. Cho trong râm này chắc là nổi điên lên cái này nha, không học Abhidhamma nghe em hiểu cái này. Vô minh mà loại nặng ấy, là nó tác động mình làm ác, còn vô minh mà loại nhẹ đó thì nó tác động cho mình làm thiện. Cho nên vị A-na-hàm tuy là không còn dục ái nữa, nhưng mà vị đó vẫn còn thích trong thiền, vẫn còn thích cái thiện trong thiền. Vì vô minh của vị A-na-hàm chưa hết. Vị A-na-hàm nói thì A-di-đàm còn xài tâm đại thiện, mà đại thiện thì tâm đại thiện thì nó còn cho quả.
Trong khi đó, đó cái vị A-la-hán thì không còn một tí ti vô minh nào hết, cho nên vị A-la-hán không có một tí ti tâm thiện nào hết. Vị A-la-hán làm toàn là chuyện tốt không à, nhưng mà làm bằng cái tâm đại tốt, cái tâm này nó không có cho kết quả đời sau. Nhớ nha, vị A-la-hán làm toàn là chuyện tốt, nhưng mà làm bằng cái tâm mà gọi là tâm đại tốt, cái tâm nó giống như là cái hộp thóc bị luộc vậy đó, nhìn là giống y chang như hộp lúa vậy đó, nhưng mà không có đem gieo được nữa. Đấy không? Tâm đại tốt là cái tâm mà của vị A-la-hán dùng để làm những cái việc mà lẽ ra phải làm bằng tâm thiện, lẽ ra phải làm bằng tâm thiện, nhưng mà vị đó không còn tâm thiện nữa, cho nên vị đó phải xài cái tâm này thế, tâm đại thiện. Nhớ nha. Còn phàm phu mình thì làm lành bằng tâm thiện, mà hễ tâm thiện thì nó phải dẫn đến hiệu quả báo của đời sau kiếp khác. Cho nên là tuy nói là tu thiền này nọ, tâm từ niệm Phật lum tà la, nhưng thật ra nó đều là do vô minh, vô minh gián tiếp, do vô minh gián tiếp, vô minh gián tiếp mình còn đi cầu một cái quả nhân thiên, và vì sao là vì mình không có chịu thấy rằng cái quả nhân thiên, nếu mà nó rốt ráo nó y chang như quả địa ngục vậy. Tôi nói là nhiều người nó nổi điên lên, mà sự thật đó là như vậy. Bởi vì theo Atidam nó rốt ráo thì thọ lạc nó cũng vô ngã vô thường, nó cũng chớp nhoáng như là thọ khổ. Tâm bất thiện tạo ra khổ ưu, tâm thiện thì nó tạo ra hỷ lạc. Và cả tâm thiện đều vô thường, tâm bất thiện cũng vô thường, hỷ ưu cũng vô thường. Khổ ưu vô thường mà hỷ lạc cũng vô thường. Cho nên nếu mà nói mà sơ cơ đó thì khổ lạc khác nhau, nhưng mà nếu nói rốt ráo thì khổ lạc đều là khổ, khổ lạc đều là khổ. Bởi vì khổ nó có hai, khổ cảm giác và khổ bản chất. Khổ cảm giác đó là cái gì mà nó thuộc về cái feeling, cái cảm giác thân tâm, gọi là khổ cảm giác, cái gì mà làm cho thân tâm khó chịu. Nhưng mà cái khổ bản chất ấy, tức là cái gì mà nó bất trắc, bất toàn, thì cái đó gọi là khổ nha. Mà chính vì không thấy được chỗ này cho nên người ta mới tránh cái điểm A mà tìm về điểm B. Mà trong khi đó Tây Tạng Kinh nói 24 khổ tự đều là khổ hết. A khổ, B cũng khổ. Còn mình là mình lại không hiểu cái chỗ này, cho nên mình tưởng là A khổ mà B không khổ, cho nên mình chạy qua mình trốn. Nó giống như nãy tôi nói trên bài bãi mìn, người ta đã nói bãi mìn thì phải ra khỏi cái chỗ đó mới an toàn. Còn mình thì mình nhìn mình hỏi kỹ rồi nữa, bãi mìn mà chỗ nào mìn nhiều, chỗ nào mình ít, rồi trong cái chỗ mà người ta nói bên tay phải đó, bên tay phải qua 15 bước là chỗ đó mìn ít, thì mình bắt đầu mình mới thấy cái đó, mình thấy cái đó hoa nhiều nè, bướm nhiều, mình đi qua đó mình hái hoa, mình bắt bướm. Nhưng một cái người mà tỉnh táo họ sẽ thấy rằng đã là bãi mìn thì dầu mìn đó nó dày hay là nó thưa thì không quan trọng. Cái quan trọng là ra khỏi bãi mìn đó, chứ còn đừng có nói mà đứng trong cái bãi mìn mà còn nói là cái chỗ này nào thưa, chỗ nào khít thì cũng là dân ba trại nhé. Mà tôi không biết là dân bên Úc có dám đặt chân như bãi mìn hay không, chứ còn tôi thấy người ta để cái tấm bảng, người ta nói là lên mai là tôi đã giọt mắt rồi. Còn đằng này quý vị còn ngại quẩn mà còn hỏi kỹ lại cái chỗ nào thưa, chỗ nào khít để tôi vô tôi đó tôi đá bóng, vô tôi hái hoa, tôi bắt bướm thì quá gan. Ăn kangaroo nhiều quá nó dạy ăn thôi, chứ còn tôi thấy cái đó tôi không chơi. Nghe nó bãi mìn là tôi không chơi. Dầu là trong đó 100 mét vuông mới có một trái tôi cũng không dám vô đó nữa. Người ta chỉ cần thấy cái tấm biển báo tôi đã dọn mắt rồi. Thì ở đây cũng vậy, có học đạo thì mình mới thấy rằng hễ còn hiện hữu là còn mập. Dầu về phạm thiên hay là dầu xuống địa ngục, nó có điểm giống nhau, có nghĩa là hết tuổi thọ rồi thì đi về đâu bất định. Hết tuổi thọ rồi thì đi về đâu bất định. Kể cả trường hợp phạm thiên thì cái kiếp đầu tiên mà phạm thiên sanh xuống đó thì họ không có bị đọa liền, họ phải qua một kiếp trung gian, ok. Nhưng mà cái kiếp đó đâu có bao nhiêu, nó ngắn lắm. Trong dòng luân hồi một kiếp trung gian nó chẳng là cái gì hết, nó chỉ là một hộp cát thôi. Mà hết cái kiếp trung gian đó rồi đó thì bất định, bất định. Mà vị chuyển lên thánh vương sau khi chết rồi không có đọa được, phải sanh thiên. Bởi vì cả đời vị đó sống thiện lắm. Nhưng mà sau cái kiếp sanh thiên đó rồi đó và đi về đâu thì trời biết. Ok, tôi nói như vậy mà các vị không hiểu thì chỉ uống thuốc chuyển kiếp thôi. Thưa sư, cho con đính chính lại cái câu hỏi hồi nãy đó sư, là em đánh cái chữ hơi nhỏ, tâm tử chứ không phải tâm từ sư ơi. Trời đất ơi, tôi đã không đánh lại. Ông học lớp mấy, ông biết khi mà ông hỏi hai cái chữ đó là ông thấy trong nhà mà nó mời ba ăn cơm với mời bà ăn cơm thấy nó khác nhau không? Dạ, thì nghĩ ông đọc
Nhưng mà không sao. Tôi nếu mà là tâm tử thì tôi lại giải thích. Bây giờ nếu là tâm tử thì câu hỏi nó sẽ như thế nào? Dạ, con đọc lại câu hỏi nha. Xin sư giải đáp cho con một mắt xích trong lý duyên khởi, do nhân gì, duyên gì mà tâm tử của kiếp này tạo thành kiết sanh thức của kiếp sống sau, và vô minh tham ái đóng vai gì? Được rồi. Câu này trả lời cách vắn tắt thôi. Người hỏi câu này là có cái chủ ý là lè bịp thiên hạ, khoe cho người khác biết rằng mình có biết giáo lý, chứ người này không hề biết cái khỉ gì hết. Không bao giờ có chuyện tâm tử mà tạo ra kiết sanh thức, chỉ nó không có. Chỉ nó không bao giờ có nha. Mà cái người này đó là nói theo ba trường lớp chút, là người này chưa từng học qua A Tỳ Đàm tiểu học nữa, không biết gì hết, mới có biết đọc biết viết, mà đi hỏi toán lớp 8 thì biết là cái gì là dân đào lao. Thông qua câu hỏi này tôi chỉ nhấn mạnh là không có cái chuyện mà tâm tử mà nó tạo ra cái sinh thức gì đó, không có. Cái này là giống như bây giờ tôi hỏi cho chứ, xin quý vị giải thích cho tôi biết bằng cách nào mà tôi có thể lấy cát mà nấu thành cơm chiên Dương Châu, thì tôi nghĩ quý vị không cần trả lời, quý vị nói là ba trận là xong. Không thể nào hốt một cái tô cát mà nấu làm cơm chiên Dương Châu cái gì đó, không có. Nó lộn nặng rồi nha. Cho nên cái người này là đang dìu tôi trở lại với cái khung trời quê hương, đó là người Phật tử mình có cái bệnh rất là nặng, đó là không biết gì mà tích xài đau to búa lớn mà đưa ra những cái định đề giáo lý ghê gớm, như lè biệt khoe mẽ hoành tráng, nhưng mà cuối cùng có biết kỹ. Mà nếu mà người mà không biết gì hết mà tôi mà để giải thích rộng cái này ra đó là có càng điên nữa nha. Ok, nhưng mà tôi nói một lần nữa, người đặt câu hỏi này không có được A Tỳ Đàm sai học nữa. Ok, bỏ qua đi. Đó là cái lý do tại sao tôi sợ mà mấy cái trả lời câu hỏi này là hỏi bữa nay là câu hỏi khá đó, bữa nay là câu hỏi tôi cho là thấp đó. Chứ còn bữa nào nó còn hỏi tại sao mà mấy ông sư ông mặc y màu đàn ông màu vàng, tại sao mà con ngủ con hay thấy ma, rồi nó còn có loại câu đó nữa. Ok, mời câu khác. Dạ, con xin phép anh Kiên một cái vị Phật tử. Anh Kiên cho một cái vị Phật tử nãy giờ đợi cũng hơi lâu đó anh. Ok, rồi. Khi cho cái vị Phật tử đó em. Mở cái volume lên cho cái vị Phật tử đó. CMQ hả? CQM, dạ mời cái CQM là tên gì đó và dạ xin thưa sư, con là Đào ở Brisbane. Dạ con nãy hồi hộp con sợ sư kêu con đi chết đi không biết hỏi. Thanh nữ là chuyện thường. Chắc nghe quen cũng không dám, không sao đâu, lì đòn không sao đâu. Ráng hỏi đại nha. Hồi nãy chắc câu hỏi là sư đã nói, con tính hỏi mà sư nói rồi về cái cây đó, hoặc là cây trái mà có chư thiên ở trong đó đó, thì bên Bắc Tông á, họ hay nói có thức trong những cái cây có thức tánh trong đó đó, nhưng mà bên Nam Tông thì nãy chắc sư nói là có chư thiên ở trong người trong đó hả sư? Như vậy là câu hỏi con gì thôi, thì không có. Con tưởng là bên Bắc Tông họ hay nói là có thức tánh, mà bên Nam Tông thì nói như thế nào về thức tánh của loài cây cỏ? Tại quay cỏ thì con nghĩ là không có thức tánh được. Tại sư à, thì chỉ có chị thiên ngự trong đó thôi, chứ còn thật sự là cây cỏ nó không có thức tánh. Dạ. Dạ, em mời anh Kiên hỏi câu hỏi kế tiếp của anh định hỏi sư đó. Mở mic lên anh Kiên ơi. Đây là câu hỏi, con xin mở cái câu hỏi của một Phật tử ở Việt Nam. Để con vặn cái này lên nha. Con tỉnh này lễ sư, nhà con tên là Thanh Huyền, nhà Nam cư trú tại Đà Nẵng. Thì con có cái câu hỏi này, một sư thầy đã đóng vai kinh nghiệm sư. Cũng từ Ikayano Mako có bản dịch tiếng Anh là The Only Way, và tiếng Việt là con đường duy nhất, độc nhất.
Từ đó thì yêu thương thiên sinh cho rằng Phật hành tự niệm xứ là con đường duy nhất, độc nhất để chứng ngộ niết bàn, không còn con đường nào khác. Thưa sư, cho con hỏi hiểu như vậy có chính xác không ạ? Hay phải hiểu như thế nào mới đúng tinh thần của bài kinh? Và nếu với tư cách là dịch giả thì nên chọn cách dịch nào để không gây hiểu nhầm cho độc giả? Ví dụ có thể thấy cách dịch trên bằng The Direct Path, con đường trực tiếp, con đường thẳng tới niết bàn được không? Con xin thưa anh sư. Dạ, tức là nói là tu niệm xứ là con đường duy nhất, hay là có chính xác hay không, hay là có những con đường khác. Con cũng có biết là sư đã nói rồi là tứ niệm xứ nó có cả đây. Chắc chi. Dạ. Hồi nãy tôi có nói đó là cái chứng thánh đó là thấy ra sự thật. À, cho nên đó là chứng thánh đó là chứng bốn đế đó, là đế từ chữ phạn là chữ sách cháo là sự thật. Chứng thánh đó là thấy là sự thật. Và cái pháp môn tứ niệm xứ là cái con đường mà cho mình thực tập chánh niệm và trí tuệ. Nhờ cái nền tảng của cái chánh niệm đó thì cái trí tuệ của chúng ta mới là có thể làm việc được. Làm việc cái gì? Nó nhận ra sự thật, nó nhận ra là mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Và từ đó đó nó lại dẫn đến cái hiểu lầm. Là hiểu lầm như thế nào? Là vì là những người mà không có đọc kinh điển mà chỉ toàn là do tăng ni ban phát bao nhiêu thì nghe bao nhiêu. Mình đó, Đức Phật là cha của mình, ngày đẻ là một cái núi kim cương, mình đôi khi đó mình đó là mình cứ giống như bị bại liệt vậy đó, mình cứ lết tới nhờ một cái trung gian là nó họ ban cho nhiêu xài nhiêu, mà đôi khi nó mình bị bại liệt thì uổng lắm. Trong khi cha của mình đẻ là mình một núi kim cương. Thì ở đây đó, cái tinh thần của tứ niệm xứ thì đúng hơn, cái tinh thần của tứ niệm xứ là cái con đường duy nhất, là cái con đường duy nhất để mà chỉ giác ngộ, để mà giải thoát. Chứ còn cái chữ tứ niệm xứ mà hiểu theo cái nghĩa của mình bây giờ đó, có nghĩa là phải đi đứng chậm chạp, rồi dở bước đạp, rồi ăn đút vô từ từ, rồi phải vô trong thiền viện, phải đi theo cái truyền thống Mahasi Upanishita Pao Mô Cốc gì đó, thì nó là sai. Hiểu vậy là sai, không phải. Mà cái tứ niệm xứ này là cái tinh thần. Tinh thần là sao? Không có một pháp môn nào mà thất niệm mà có thể dẫn đến giải thoát. Không có. Không có pháp môn nào mà không có trí tuệ mà có thể dẫn đến giải thoát, chỉ không có. Mà cái nội dung của tứ niệm xứ là chánh niệm và trí tuệ. Cho nên cái tinh thần tứ niệm xứ, tinh thần của tứ niệm xứ là anh phải sống chậm để anh thấy cái gì nó đang xảy ra trên bề mặt. Cái chánh niệm là nó cho mình thấy cái gì đang xảy ra trên bề mặt. Và cái trí tuệ là nó cho mình hiểu được cái gì bên dưới bề mặt đó. Tức là trên bề mặt là vậy nè. Tôi đang bước đi trong chánh niệm, đang đi biết, đang cái câu này lại hiểu lầm nữa. Không phải là đang đi biết mình đang đi, mà là đang đi trong cái sự tỉnh thức. Đi trong sự tỉnh thức, tức là chỉ tập trung vào chuyện đi thôi, chứ không nghĩ gì khác. Đó, buổi đầu đó, rồi dần dần đó, trong lúc mình đang đi như vậy, nó có một cái sự bực mình đó, nó xuất hiện, mình tâm sân nha. Đang đi vậy mà có một cái tâm trạng là nó xuất hiện, cái này là ganh tị nha, cái này ganh tị nè. Đang đi biết rõ mình đang đi trong tỉnh thức nha, đang đi trong tỉnh thức. Thì lúc đó có một cái tâm trạng nào xuất hiện, biết đây là tâm lành, như vậy thôi. Thí dụ như vậy, nhưng mà đó là cái cách diễn dịch của các cái người đi, cách diễn dịch dành cho cái người sơ cơ. Chứ còn tôi hỏi các vị, có những người mà họ nghe Phật nói có một câu họ đắc, thì lúc đó cái tinh thần họ đã dựa vào cái tinh thần của chánh niệm mà trí tuệ thì họ đắc đúng, nhưng mà họ không phải thông qua cái pháp môn mà bây giờ quý vị vẫn hiểu. Cái pháp môn tứ niệm xứ của người mình bây giờ hiểu đó là phải đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm rồi đó. Rồi có một số vị dựa vào cái bài kinh mà tứ niệm xứ cho rằng đây là con đường duy nhất, các vị nó lại diễn dịch ra, nếu tứ niệm xứ là con đường duy nhất như vậy, thiền viện là chỗ duy nhất dẫn đến giải thoát, và thiền sư là cái người đặc quyền dẫn đến cứu cánh giải thoát, không phải.
mà là tinh thần tứ niệm xứ. Nhớ nha, tinh thần của tứ niệm xứ là chánh niệm và trí tuệ. Chỉ có cái con đường mà kết hợp hai thứ này nè, chỉ có con đường đó mới dẫn đến giải thoát. Chứ còn mà tứ niệm xứ không thể hiểu theo cái nghĩa của mình bây giờ là gắn liền thiền sư và thiền viện là sai. Tôi nhắc mạnh lần nữa, tứ niệm xứ không hề có dính tới cái thiền sư, thiền sinh, thiền viện trong đó. Nhưng mà lý do tại sao có cái đó là bởi vì hôm nay thời Phật thì ngày nhìn mình là ngày nói câu làm đắc, nhìn mình cái là ngày cho đề mục làm gì mình tu là ok. Nhưng mà ngày nay không có chuyện đó nữa, ngày nay không có thánh thiền nữa, mà ngày nay mình phải tu mò. Bản thân mình mò mà ông thầy ông cũng phải mò chứ, ông đâu có nhìn mình mà ông dạy trực tiếp cái pháp môn nào cho mình đắc, mà biết ông đắc chưa nữa. Đấy, cho nên đây là lý do vì đâu mà mình cần phải có một cái trụ xứ thích hợp, đó là thiền viện. Phải có thầy bạn thích hợp, đó là thiền sư và hành giả. Rồi phải có thời gian thích hợp, có nghĩa là mình phải dành một cái lúc nào đó rỗi rảnh, lìa bỏ gia đình, thân quyến, bạn bè, môi trường sống, xã hội, thậm chí cả đất nước nữa, mình mới đi qua bên xứ người ta, mình dốc sức mình tu tập. Thì cái khái niệm thiền sư, thiền sinh, thiền viện là đời nay mới có. Cái thời Đức Phật không có cái đó. Các vị đi hỏi những cái nhân vật nào quý vị tin tưởng, thời Đức Phật không có cái khái niệm mà thiền sinh. Thì tất cả mọi người thời Đức Phật, tất cả những ai gặp Đức Phật họ đều là hành giả hết. Tất cả tăng ni Phật tử thời Đức Phật đều là hành giả hết. Có điều là có người rốt ráo miên mặt, có người thì tà lơ đễnh có. Nhưng mà cái tinh thần của nhà Phật đã thờ Phật trên đầu và trong tim, trong óc, thì người đó đương nhiên là hành giả tứ niệm xứ. Còn một người mà thờ Phật mà không hề biết gì về pháp môn tứ niệm xứ thì tôi cho rằng người này chưa có phải là Phật tử. Tôi định nghĩa như vậy, người đó chưa phải Phật tử. Phật tử thứ thiệt phải là cái người mà hiểu được pháp môn tứ niệm xứ là cái gì. Bởi vì cái tinh thần rốt ráo của nhà Phật là giải thoát, mà đôi khi anh không biết pháp môn tứ niệm xứ, anh không biết cái tinh thần giải thoát đó, thì anh theo Phật, anh theo cái gì, anh thờ Phật giống như anh thờ thần vậy đó nha. Cho nên tôi nhắc lại cái chữ tứ niệm xứ này, phải định nghĩa lại. Tứ niệm xứ đây là tinh thần, chánh niệm và trí tuệ kết hợp, chứ không phải chữ tứ niệm xứ đây hiểu theo cái nghĩa là thiền sinh, thiền sư và thiền viện. Hiểu như vậy thì nó kẹt lắm. Ok, tôi không biết trả lời gì xong chưa đi. Dạ thưa sư, hôm nay sư cho chúng con bây giờ là được 1 tiếng rưỡi rồi, sư cho chúng con khoảng thời gian bao lâu nữa để chúng con biết à sư? Nãy giờ bao lâu rồi? Anh Kiên. 1 tiếng rưỡi rồi sư. Mà 1 tiếng rưỡi thì mình nghỉ chứ bây giờ cho những bây giờ trời. Dạ, thôi được rồi. Thôi, nãy giờ tôi đổ bánh xèo, tôi đổ 50 cái bánh xèo rồi. Dạ cảm ơn sư. Không có món gì nữa. Dạ thưa sư, tại vì những câu những lời dạy của sư làm cho chúng con thức tỉnh và học hỏi rất nhiều, cho nên thời gian nó trôi qua mà chúng con cũng không biết. Xin tôi sư... thù nhất là nói cái câu mà cao siêu thức tỉnh. Ông Duyên là đang nổi điên lên đó này khác. Dạ mà tôi không nói riêng hết, tôi nói tất cả mọi người nhé, làm dạ. Thật sự là cái đầu mới tỉnh. Phải tỉnh táo. Ok. Rồi. Vậy là bữa nay là 1 tiếng rưỡi là xong, mà tôi cũng không ngờ là 1 tiếng rưỡi nó qua nhanh như vậy. Tôi cũng không ngờ luôn á. Rất là nhanh. Rồi hẹn các vị lúc tiếp đi. Trước khi mà sư xong chương trình này, sư cho con thêm một lần thỉnh cầu sư nữa là sư cũng đã biết tụi con rất muốn học hỏi từ sư. Thì vô tình nơi sư qua Úc và cái chuyến Sydney, thì con qua bển thì con nghe được pháp của sư và con về con giới thiệu cho các bạn ở Brisbane và Melbourne. Thì cái duyên Brisbane và Melbourne chưa đủ để gặp sư, nhưng mà bây giờ do cái dịch Covid này đó, thì chúng con lại được có cái duyên may là học pháp của sư ở trên cái Zoom này. Thì sư biết thì chúng con những giảng sư đã đi qua đất Úc và giảng những cái bài rất là cơ bản và thông thường, thì chúng con không đi vào sâu được. Thì bao nhiêu năm nay thì như vậy đó sư. Cho nên tình cờ này thì sư đã chê chúng con ngu, thì sư gieo cái duyên này thì sư phải nhận cái lời đảm trách và sư hướng dẫn chúng con từ đây cho đến những ngày mà gọi là sư nhập niết bàn được. Sư hướng dẫn chúng con. Thật sự ra là như vậy, thì chúng con rất cần sư.
Và con cũng mong rằng là những cái bài giảng của sư dành cho Phật tử Úc Châu cũng như các Phật tử trên thế giới, là khi mở cái bài này ra thì các Phật tử biết là theo thứ lớp và để hiểu theo cái trình tự căn bản, giống như là sư nói là chúng con phải học từ căn bản, phải biết Phật pháp căn bản. Thì những cái bài 8, 9 bài vừa qua thì sư đã cho chúng con những cái thành phần để cái phân tử để đi vô học Phật. Thì bây giờ sư cứ tiếp tục, sư dạy cho chúng con tiếp tục lên nữa, thì sư cứ nhìn trình độ chúng con như thế nào thì cứ cho và giảng dạy theo từng thứ lớp được không ạ? Ok, sa thú. Dạ. Dạ, con hiểu rồi. Hiểu nói gì rồi. Dạ dạ, con cảm ơn sư. Dạ. Rồi dạ con xin tri ân sư. Dạ. Quý vị, nhân cũng cảm ơn quý vị hôm nay. Thật sự ra thì sư lúc nào cũng như vậy đó quý vị, giảng thẳng thắn, chân thật và đánh đòn đau. Quý vị nên nhớ là sư rất đánh đòn, coi như là mình đừng có gì bản ngã. Nhân cũng bị sư la tại chỗ là ngu hay gì đó, nhưng mà thật sự nếu mà quý vị muốn học thì quý vị phải biết là như vậy, sư là như vậy. Nhưng mà sư rất vui, sư rất từ bi quý vị. Nhân cũng cầu mong là quý vị thương và cũng thông cảm những cái truyền đạt, truyền ngữ của sư và học hỏi từ sư nha quý vị. Nhân cũng cảm ơn quý vị rất nhiều tham gia chương trình và mạnh dạn hỏi câu hỏi. Thì đầu tiên là nhân đã khơi sư và nói là sư rất khó, không thấy sư cười. Và cũng có người là nhắn cho nhân như vậy đó là sợ quá không dám hỏi gì hết, nhưng mà bây giờ cũng có những người hỏi và gửi. Thì quý vị cứ gửi câu hỏi trực tiếp, nhân sẽ gửi về cho anh Kiên hay là nhân direct cho sư. Sư cũng thấy là hôm nay Phật tử mình không có hỏi nhiều câu tào lao là rất mừng rồi. Thật sự mong mỏi học hỏi của mình là như vậy. Rồi, xin lỗi, có một vài quý vị gửi câu hỏi mà bữa nay thời gian có hạn, thành ra chúng ta không thể nào hỏi sư được. Tôi sẽ vẫn giữ đó và sẽ phải đưa lên hỏi sư vào cái dịp hỏi đáp sau. Xin chào tất cả. Dạ, anh Kiên khoan đã, để nhân nói quý vị. Những cái cuốn sách của sư Tội Khanh quý vị ơi, nhân bây giờ mới có thời gian mà mở ra mà đọc và coi đó. Thì tất cả những cái thắc mắc của quý vị hỏi về sắc quẩn, về thiền tập, nhiều thứ lắm, như đã có tất cả trong này rồi. Thì quý vị có thân nhân nào ở Việt Nam á, quý vị liên lạc và gửi cho quý vị những cái bộ sách như thế này rất là quý. Ở đằng sau có những cái bản hướng dẫn về các tâm và bước hành thiền như thế nào luôn quý vị, rất là rõ ràng, rất là chi tiết luôn. Thành ra nếu mà quý vị cầm cái cuốn sách mà quý vị đọc rồi đó, thì quý vị không có cần phải mà hỏi những câu hỏi thắc mắc rồi sư gọi là tào lao đó. Thì quý vị cứ tìm những cuốn sách của sư thì quý vị sẽ hiểu rất nhiều, rất nhiều quý vị. Và cũng nhờ cái cuốn Nhật Tụng Kalama này mà nhân hiểu nhiều về kinh Trung Bộ. Mà nhân có cái cuốn Kinh Trung Bộ gốc như vậy nè, mà đọc không hiểu gì hết, nhưng mà nhờ cái cuốn giảng giải của sư đó thì nhân mới hiểu thêm về Kinh Trung Bộ. Đó là những cái mà chi tiết nhân muốn gửi đến quý vị. Cái này là do nhân tự tìm và nhân sưu tập thôi. Đó thì sư cũng là người mà viết sách rất nhiều, mà bây giờ là sư cũng không muốn viết sách nữa rồi đó quý vị. Thành ra những cuốn sách này rất quý. Và có địa chỉ liên lạc để mà mua sách ở bển á. Quý vị cứ chụp hình cái này nè, rồi quý vị nhờ cái vị này ở Việt Nam sẽ đóng gói gửi giùm cho quý vị. Quý vị chợ gửi tiền về cho cái vị đó thôi. Cô Trần Ngọc Tuyết nè. Cô Trần Ngọc Tuyết thì nhân biết cô đó. Cứ nói nhân thì cô sẽ giúp quý vị. Và em Tina cũng có thể giúp quý vị, là em Tina có cái địa chỉ của cái người gửi đó, lại lấy sách và gửi thẳng cho quý vị luôn. Thì quý vị cứ chịu cái tiền chi phí bưu điện
Thì những cuốn sách này quý vị ơi khó mà may mắn lắm mình mới tìm được, có duyên lắm mình mới có được những cái thông tin như thế này để mà học hỏi. Thì quý vị biết sư rồi, sư biết rất là nhiều, sư biết rất là nhiều. Quý vị có thể vô toại khanh.com rồi bấm một cái nút toại khanh này, rồi bấm một cái chữ sách này nhá, thì nó sẽ dẫn đến cái trang mà về những cái cuốn sách của sư và cái cách order cái cuốn triết học A Tỳ Đàm này là rất là hay. Dạ, nhớ lấy cái này nè ha. Sau những cái ngày mệt mỏi đó, quý vị mệt mỏi, quý vị đọc cái cuốn Họ Đã Nghĩ Như Thế nè. Sư cũng có một tập thơ nữa nè, cho quý vị thư giãn đầu óc nè, tập thơ nè. Rồi chuyện phím thầy tu cũng rất hay nè quý vị. Đó là Nhân đã đọc rồi. Bây giờ rất hay, Nhân mới giới thiệu cho quý vị ha. Bức thơ Rụng Hiên Chùa này cũng hay nè. Dạ. Mấy cái hai cái kinh nghiệm tuệ quán này là những cái kinh nghiệm của những sư Miến Điện, của những sư Anh, sư dịch lại những cái bài kinh nghiệm của họ trong cái vấn đề tu tập. Dạ. Thôi, xin cảm ơn mọi người. Rồi, xin chúc mọi người ngủ ngon. Dạ. Bye. Bye. Xin chào. Xin chào. Thank you, Nhân. Cảm ơn anh Kiên nha. Ok, we did well. Ý mà bị chửi ngu nhưng mà that's ok. Ông học lớp mấy vậy ông? Ok, bye bye. Dạ, cảm ơn anh. Bye.